Phật Pháp ứng dụng. Có sát hại vật, xin lỗi chịu không nổi. Vì tiếng nó kêu la, xin lỗi chịu không nổi. Người với nó đâu xa, Phật tánh cũng như ta. Nó với ta một nhà, đừng có lấy của người. Xin lỗi chịu không nổi, mà chấp tan ăn chơi. Xin lỗi chịu không nổi, người tích lũy bao năm, người mới có hay chăng sống yêu thương công bằng. Đừng có thay người đẹp mà nỗi mau trang hoa, chìm nỗi kiếp phong ba, thường tính giác mau xa mà sống vui tràn hòa. Đừng có nói điều tà, xin lỗi chịu không nổi. Đừng có nói điều ngoa, xin lỗi chịu không nổi. Đừng có xôi gian nhau, đời sống có bao lâu, quyên nương theo đạo màu. Đừng có uống rượu nồng, xin lỗi chịu không nổi. Mà tuy ly buông lung, xin lỗi chịu không nổi. Vượt thoát những bê tha, tìm đến với liên hoa, sớm hôm câu Di Đà. Xin lỗi chịu không nổi, vì tiếng nó kêu la, xin lỗi chịu không nổi. Người với nó đâu xa, Phật tánh cũng như ta, nó với ta một nhà. Đừng có lấy của người, xin lỗi chịu không nổi, mà chắc tan ăn chơi. Xin lỗi chịu không nổi, người tích lũy bao năm, người mới có hay chăng sống yêu thương công bằng. Đừng có thay người đẹp mà nỗi mau trăng hoa, chìm nỗi kiếp phong ba, thường tính giác màu xa mà sống vui tràn hòa. Đừng có nói điều tà, xin lỗi chịu không nổi. Đừng có nói điều ngoa, xin lỗi chịu không nổi. Đừng có dối gian nhau, đời sống có bao lâu, quyết nương theo đạo màu. Đừng có uống rượu nồng, xin lỗi chịu không nổi. Mà tuy ly buông lung, xin lỗi chịu không nổi. Vượt thoáng những bê tha, tìm đến với liên hoa, sớm hôm câu Di Đà. Vượt thoáng những bê tha, tìm đến với liên hoa, sớm hôm câu Di Đà. Nam mô Đà Phật.
Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đứng trước mặt của chúng ta là Đại Đức Thích Phước Tiên. Đại Đức là giảng sư đoàn của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại Đức đã từng đi khắp nơi trên đất nước Việt Nam để thuyết giảng. Nhưng riêng đối với bà con Phật tử trong tỉnh Trà Vinh chúng ta, bấy lâu nay chúng ta chỉ được cái duyên là thính pháp của Đại Đức qua băng từ hoặc qua đĩa video, chứ chúng ta chưa từng đủ duyên diện kiến tôn dung của Đại Đức. Cho đến hôm nay chúng ta mới đủ phước duyên thù thắng được Đại Đức nhận lời cải thỉnh của sư cô trụ trì tỉnh xá Ngọc Trường, cũng như của Phật tử Minh Hiển và Huệ Châu ở hải ngoại, và toàn thể quý Phật tử ở nơi đạo tràng tỉnh xá Ngọc Trường, mà trở về đạo tràng tỉnh xá Ngọc Trường để ban bố pháp lành cho toàn thể pháp hội của chúng ta. Xin toàn thể quý vị cho một tràng pháo tay. Kính bạch Đại Đức, chúng con hôm nay đón bước chân Thầy trở về đạo tràng tịnh xá. Những bước chân ung dung nhẹ với bao nhiêu sự bình yên, chúng con đã quen phiêu bạt trong vô lượng cõi luân hồi. Hôm nay chúng con chờ đợi uống dòng sữa pháp nhiệm màu, để cho não phiền chuyển hóa, cho thân tâm an lạc thảnh thơi. Và giờ này chúng con xin kiền thỉnh Đại Đức cùng toàn thể chúng hội đồng chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư cầu gia bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thường trực hội đồng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý sư ni sư, sư cô trụ trì tỉnh xá các tự viện tỉnh thất và chư vị trụ trì trong tỉnh xá Ngọc Trường. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, thật là một điều ngỡ ngàng trong ánh mắt của chúng tôi khi vừa dừng chân ở phía cổng của tỉnh xá Ngọc Trường. Nếu điều này chúng tôi được biết các vị dành cho chúng tôi một tấm thịnh tình lớn như thế thì chắc là tôi cũng xin ban tổ chức hạn chế. Bởi vì trời nắng mà các vị đứng như vậy, tôi thấy cảm thấy lòng mình nó có một cái gì đó xao xuyến, có một cái món nợ cần phải trả nữa quá. Trước hết xin chân thành cảm ơn quý sư cô trụ trì ở tỉnh xá Ngọc Trường đã tạo cái duyên lành cho chúng tôi đến đất Trà Vinh này để mà tiếp chuyện với các vị, và cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các tấm thành tình mà quý Phật tử đã dành cho chúng tôi trực tiếp cũng như gián tiếp trong thời gian qua. Chúng tôi được đến nơi này là thời gian dường như rất là lâu lắm rồi. Tôi có đến Trà Vinh một lần là cái khoảng mà chùa Lưỡng Xuyên đang xây dựng đó, thì tôi có đến thuyết giảng tại chùa Lưỡng Xuyên một lần, và cách nay chắc là 7-8 năm trôi qua rồi. Đây là lần chúng tôi đã trở lại để thăm viếng tất cả các vị. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị một đề tài cũng là gần gũi với cái sự thực tập tu hành của chúng ta. Các vị nhớ là những bài giảng của chúng tôi thì không có gì cao siêu hết, chưa đưa các vị lên cõi trời, cõi Phật gì hết, toàn là xây dựng xung quanh xã hội thế gian, không có phải gì không ạ? Thì bây giờ nó cũng chừng ấy nữa. Thì đến với các vị với cái đề tài là quan niệm về ăn chay và ăn mặn.
Xin thưa với các vị, sở dĩ có điều này là tại vì qua quá trình chúng tôi được thưa hỏi bởi các Phật tử về cái sự ăn uống mà do chúng ta một số vị thì đang trên con đường thực hành, một số vị thì có những cái nhìn mà chúng ta chưa hiểu tại sao như thế, ăn như thế này là đúng, ăn như thế kia là sai, ăn như thế nào có phước, ăn như thế nào có tội, thì chúng tôi cũng thấy quá đa dạng. Vì vậy hôm nay chúng tôi cũng nghiên cứu một số tác phẩm của các bậc tôn túc và những người chuyên về ăn chay để chúng tôi gói ghém một vài quan điểm để chia sẻ với các vị để chúng ta có nhận thức đúng đắn. Mặc dầu điều này rất thông thường trong đời sống của Phật tử của chúng ta, nhưng nó lại là điều rất quan trọng bởi vì nó kéo dài tới suốt một cuộc đời và nó là cái được thao tác trong mỗi ngày của chúng ta, có phải không ạ? Điều đó là điều tất yếu, chúng ta sống mà không có ăn thì không thể tồn tại được. Vì vậy nó nhỏ, nhưng mà nhiều cái nhỏ thì sao? Gớm là nó to lắm đó các vị. Các vị thấy cái miệng chúng ta bị lớn không? Nhưng mà các vị có tưởng tượng được rằng á, nếu mà với cái độ tuổi của chúng ta hôm nay khoảng 50-60 á, các vị có hình dung rằng mình ăn là cái dung lượng nó bao lớn chưa? Mình thấy mình á, thì mình không hàng ngày ăn không thấy gì, nhưng mà tôi nói thật, cả đời người mà ăn mà chất lại dám bằng cái hội trường nho nhỏ này lắm á, chứ không phải chuyện bình thường. Như vậy nếu chúng ta ăn mà theo đúng lời Phật dạy á, thì cái nghiệp quả dầu chúng ta ăn như núi Tu Di nhưng mà nó không có quả báo. Nhưng mà nếu không khéo của cái ăn này mà chừng ấy với cái cuộc đời của chúng ta đó, thì các vị hình dung lại khủng khiếp lắm. Hàng ngày từng chút nhỏ nhưng mà gom lại to. Xin thưa với các vị, ăn chay và ăn mặn là cái điều mà đang một cái điều đang phổ biến trong xã hội ở Đông Phương cũng như phương Tây. Nhưng mà nó ở khác nhau ở hai quan điểm là người Đông Phương của chúng ta, mà đặc biệt nhất là người Việt Nam theo truyền thống Phật giáo, thì cái quan niệm ăn chay lại càng khác biệt. Trong người ở phương Tây họ ăn chay khác biệt. Người Việt Nam của chúng ta nói riêng hay là người Á Đông của chúng ta nói chung, khi mà ăn chay nó gần gũi với cái vấn đề tín ngưỡng tôn giáo. Ở trong ăn chay nó có cái tính chất linh thiêng, cái tội cái phước ở trong đó, có phải không ạ? Khi mà nói đến ăn chay chúng ta thấy rằng mình cũng có cái gì đó hiền thiện lắm chứ, phước báo lắm chứ, làm điều đó tốt lắm chứ, là một cái đạo đức, mặc dù không dám khoe nhưng mà tự mặc định trong lòng tôi ăn chay là tốt, có phải hay không? Và ở đây các vị nghĩ ăn chay là tốt hay xấu? Tốt, tốt xấu tính sao? Người phương Tây cũng ăn chay, nhưng mà cái ăn chay của họ nó không gần với tinh thần tôn giáo và tín ngưỡng hay là cái sự thiêng liêng ở trong đó. Nó mang tính khoa học và vệ sinh, sức khỏe, và mang tính chất về cái tình thương của con người trên cuộc sống thực này, từ sự cảm nhận của những người có trái tim bao la và những người có vấn đề nghiên cứu qua cái tính chất của từng loại thực phẩm mà người ta phân tích để đưa đến người ta ăn chay. Nó gần gũi với cái tính hiện thực khoa học, và người ta gọi cái đó là ăn dưỡng sinh hay là ăn thực dưỡng á, chúng ta ăn để hợp vệ sinh. Như vậy giữa quan niệm ăn chay của phương Tây và phương Đông nó có cái đó. Những người theo đạo Phật của chúng ta phần lớn rất đề cao và quan trọng vấn đề ăn chay này. Xem như khi mà một tu sĩ hay là một người cư sĩ theo đạo Phật hay là một Phật tử mà chưa có ăn chay, thì chúng ta thấy rằng cái danh từ Phật tử nó nằm trong mỗi con người đó, nó còn thiếu một cái gì lớn lắm. Quan niệm chúng ta là như vậy. Như vậy giữa ăn chay và ăn mặn, mặc dầu nó là cái từ rất thông thường và gần gũi với cuộc đời của chúng ta, và gần gũi nhất là với người cư sĩ Phật tử của chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta phân tích thì chúng ta thấy rằng vấn đề này còn đang được tranh cãi ở cái tội, cái phước, cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu ở trong này, rất là nhiều vấn đề cần bàn. Và hôm nay chúng tôi không thể nào lột tả toàn bộ tất cả những ý nghĩa đó, mà chúng tôi chỉ chắt lọc lại đến với các vị một vài ý căn bản để giúp cho các vị có một cái nhận thức đúng đắn, có một cái chỗ dựa để các vị dựa vào đó để lý giải vấn đề mình đang thực hành và cần phải suy nghĩ và sẽ thực hành hay là cần làm gì đó với vấn đề này. Bây giờ xin thưa các vị, ở đây ai đã từng có ăn chay rồi, đưa tay lên trời. Đừng e dè, có thì cứ đưa lên. Hình như là hơn 2/3 trong đây ăn chay. Xin chân thành tán thán công đức các vị trước cái đã, cho chàng pháo tay.
Ở đây tôi không nói ăn chay trường, mà đã có ăn chay rồi, dầu tình cờ đi tỉnh xá Ngọc Trường ăn được bữa rằm cũng là ăn chay, phải không? Chúng ta cũng cứ việc mạnh dạn đưa tay. Thì xin thưa các vị, nếu các vị đã ăn chay rồi thì bây giờ tôi hỏi, ăn chay là gì? Đã ăn rồi thì ăn chay là gì? Ai cho thầy biết coi, ăn chay là gì trong hội chúng? Ăn chay nghĩa là không ăn mặn. Phải không? Câu đó định nghĩa chúng nhất á. Dạ, thầy mời cô. Ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi, đó là mục đích của ăn chay. Còn ăn chay là gì? Ở đây có một tiệm cơm chay mà hổm có lên chùa tôi á, cùng đi trong đoàn đó, đâu rồi? Tiệm cơm chay gì đó? À, Thiện Chí gì đó, đâu chủ tiệm cơm chay đâu, là ăn chay là gì? Đừng nói thưa thầy ăn chay là không ăn mặn. Xin thưa với các vị, tôi nói để làm vui với các vị thôi, chứ thật sự mỗi một vị đều có một câu trả lời chính xác ở trong lòng hết á. Nhưng mà ngại nói thì thôi, tôi nói chung như thế này, việc đó không ai không hiểu, cả trong chúng hội này ai cũng đều hiểu cả. Có thể 100% hay là 70-80-90% và đều hiểu đúng về cái nghĩa ăn chay hết. Đại khái ăn chay là nguồn gốc thực vật, chúng ta ăn các loại thực phẩm, thực vật. Còn ăn mặn là gì? Ăn mặn mà xưa nay tôi chưa thấy trong sách để điều này, nhưng mà qua cái vấn đề tôi nghe truyền tai thì được nói là ăn mặn nó độc trại từ cái chữ ăn mạng, có nghĩa là người ăn mặn là ăn mạng từ cái mạng sống của chúng sinh, hy sinh cho cái bữa ăn của mình gọi là ăn mặn, và dần dần trải qua thời gian nó biến cách để trở thành một cái từ gọi là ăn mặn. Còn ăn chay là ăn các loại thực phẩm, thực vật, và ăn mặn nói chung là ăn nguồn gốc các thực phẩm là động vật, sự khác biệt giữa hai cái đó. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng ta ở đây đều biết ăn chay là sao, ăn mặn là sao. Nhưng mà mỗi một người có một cái quan niệm ăn uống khác nhau. Có người ăn uống vì ăn mặn, ăn chay vì cầu phước. Có người ăn chay là để cầu an, cầu phước, cầu siêu gì đó. Hay là có người ăn chay là theo lời chỉ dạy là mình là Phật tử, vân vân. Và thời gian ăn chay của mỗi người nó có sự khác biệt. Nhưng mà nói chung khi bắt đầu ăn chay có nghĩa là chúng ta ăn thực phẩm, thực vật. Như vậy là điều quan trọng nhất của chúng ta. Xin thưa với các vị, mục đích ăn chay của các vị, như hồi nãy cái cô gì đó nói đó, ăn chay để trưởng dưỡng lòng từ, đó là một trong những mục đích của những người ăn chay. Xin thưa với các vị, trên cuộc đời này có những cái quyển sách nói rằng Đức Phật dạy là cuộc sống của chúng sanh, sự sống sống bằng sự chết. Và xác định được rằng bao tử của mỗi con người chúng ta nếu không biết thực tập ăn chay thì nó trở thành một cái nghĩa địa mà chúng ta nghĩ đó, rất là sợ. Hôm nay chúng tôi xin thưa các vị nói không mang tính cách là phê phán, mà nói để tính cách là giải tỏa một vấn đề cho nó được sáng tỏa trước mọi người giữa hai quan điểm này. Ăn là chuyện bình thường của chúng ta, ăn chay cũng tốt, ăn mặn cũng tốt, tất cả những điều này không ai vi phạm luật pháp, chưa ai vi phạm đạo đức trong xã hội một điều gì, không ai có quyền lên án chuyện này. Và đây là chúng ta chỉ phân tích nhau mà nghe trong vấn đề này thôi. Xin thưa các vị, mục đích ăn chay thứ nhất là giống như cô đó vừa nói, đó là trưởng dưỡng lòng từ. Thứ hai, ăn chay là để tôn trọng sự sống bình đẳng của tất cả mọi chúng sinh. Thứ ba, ăn chay vì tôn trọng tánh Phật trong tất cả mọi loài chúng sinh. Thứ tư, ăn chay là để tránh sát nghiệp, quả báo trong đời hiện tại và mãi mãi những kiếp luân hồi tương lai. Thứ năm, ăn chay là để bảo vệ môi sinh một cách lành mạnh trong cuộc sống cộng đồng. Và một điều tối quan trọng và gần gũi với cuộc sống của chúng ta, ăn chay là để bảo vệ sức khỏe cho mỗi con người. Làm sao để có được điều đó thì chúng tôi với các vị cùng bàn. Thứ nhất, ăn chay lại bảo vệ lòng từ. Xin thưa với các vị, nếu nói đến từ bi, mà từ bi trong đạo Phật, mà nếu một người đó không thực tập ăn chay thì hình như chữ từ bi này nó không có trọn vẹn. Các vị đồng tình với tôi chỗ này không ạ?
đúng sai chưa biết, nhưng mà nếu nói đến từ bi mà chưa bao giờ được thực tập ăn chay trong đời thì hai chữ từ bi này nó chưa có trọn vẹn. Tôi có nhớ, tôi không chứng kiến tận mắt, nhưng mà tôi được người chị của tôi kể lại. Thì khi mà chị tôi có gia đình về một cái nơi cũng cách xa cái quê hương tôi là khoảng chừng 10 cây số, chỉ là ăn chay trường, nhưng mà chỉ có kể như thế này. Gần nhà chị đó có gia đình cái chú nọ đó có nuôi một cặp trâu. Cặp trâu này nuôi rất là nhiều năm, cho nên nó trở nên là thân thuộc và gắn liền với gia đình dữ lắm, từ khi nó còn tơ cho đến khi nó già và nó làm hết nổi. Cả cuộc đời của nó hình như gắn liền với cái nghề nông của gia đình đó rất là lâu. Nhưng mà cái thông thường là khi nó đã già không còn làm nổi nữa thì người ta sẽ nghĩ tới cái gì? Bán lấy thịt. Chứ ít ai nghĩ là nuôi cho mày tới già rồi mày bệnh mày chết rồi đem chôn lắm. Cái chuyện đó khó. Thì cái ngày bán nó là lấy thịt là như thế này. Các vị biết là con trâu thấy vậy cho nó sống gần với chúng ta, tự thân nó cũng đã có trí khôn, mà nó sống gần với chúng ta nhiều năm, cái khôn của nó còn nhiều hơn nữa. Cho nên là cái ngày mà bán thịt nó biết. Khi cái người lái thịt mà mua trâu đến á, nó biết rằng á, điều này là nó không biết như thế nào, nhưng mà cảm giác tự nhiên của nó biết cái điều này không tốt cho nó xảy ra với bản thân nó. Thì khi mà được cái người lái dắt á, là nó không có chịu đi. Cho nên gia đình á, đánh này kia kia nọ, và cái người đó dắt dữ lắm á, cuối cùng nó đứng tới mé sông mà nó không đi. Thì các vị biết làm gì để nó đi không? Tôi không thể tưởng tượng được điều này. Thường thường con trâu là mình làm cái gì để dắt nó? Cái sợi dây cột đâu? Hình như là xỏ trong lỗ mũi, có phải đúng không ạ? Mình thử mình bóp bóp lỗ mũi mình coi có đau không? Xin thưa với các vị, trong vùng nhạy cảm nhất mà đau nhất trên cái khuôn mặt mình là lỗ mũi á. Vì ở đây người ta muốn điều phục con trâu, cho nên người ta buộc vào cái chỗ nhạy cảm và đau nhất để người ta dễ dàng điều phục nó, có phải vậy không ạ? Vì vậy khi mà nó không chịu đi rồi, các vị biết người ta làm gì không? Người ta mới buộc cái sợi dây sau cái lái chiếc đò, bắt đầu nó hụ ga một cách thiệt mạnh, thì nó giật con trâu từ trên bờ á mà bay xuống văng dưới sông và nó lôi đi luôn. Thật ra cái điều này người ăn mặn tôi nghĩ cũng chạnh lòng, chứ đừng nói là tới người ăn chay. Thì khi mà như vậy rồi á, thì hai vợ chồng cái người mà nuôi trâu đó đứng khóc. Đứng khóc, thật sự á, nếu là chúng ta thì chắc là lương tâm của mình cũng chạnh lòng lắm. Và khi đó rồi á, tôi mới suy nghĩ một điều. Như vậy thì con trâu này cả đời làm cho gia đình đó, và cuối cùng khi mà nó lấy thịt á, trước khi cái chết của nó đau đớn và thê thảm như vậy. Cho nên khi mà chúng ta là một người Phật tử á, chúng tôi thiết nghĩ rằng khi mà nghĩ đến ăn chay là tại các vị chưa ăn chay được, hay là hoặc ăn chay ít thôi, bởi vì các vị chưa có nhìn thấy được, quán chiếu xung quanh cái tận gốc của cái việc này. Tôi có suy nghĩ như thế này. Tôi có nói với một số vị, tôi nghĩ là tôi nói phần lớn là nữ giới, nam giới cũng có nhưng mà ít hơn. Khi mà đi đến một cái đám giỗ, đám cưới mà chúng ta được ngồi trên một cái bàn ăn, mà cái bàn tiệc này dọn rất là nhiều món, trong đó có nhiều loại thịt của nhiều loại động vật khác nhau, thì chúng ta rất là vui vẻ khi ăn điều đó, với tính cách là vì chúng ta không thấy bất cứ cái gì, có phải không ạ? Nhưng mà tôi cam đoan cái điều này, nếu phần lớn là phụ nữ, nam giới một phần, nhìn thấy được từ đầu tới cuối để có được một miếng ăn trên này, chứng kiến từ đầu tới cuối, thì tôi nghĩ rằng phần lớn các vị khó mà nuốt trôi một cái bữa ăn lắm. Thật là như vậy. Tại vì chúng ta không thấy thì có thể nuốt được, nhưng mà thấy từ đầu tới cuối, nếu mà các vị thấy một cái con trâu như hồi nãy, tôi nghĩ chắc là lên bữa ăn nhìn không thể nuốt nổi một miếng thịt trâu đâu. Cái đó là xin thưa các vị, nhưng mà không phải ai cũng ăn thịt trâu đâu. Dường như là rất ít người biết ăn loại thịt này, theo tôi là nghĩ như vậy. Cho nên á, ăn chay là trưởng dưỡng lòng từ, đó là mục đích của người ăn chay vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta ăn chay được một ngày, từ tâm của chúng ta được dâng lên một chút, bởi vì chúng ta tránh được một số chúng sinh nào đó trong cái bữa ăn của mình, tối thiểu nhất cũng 10 con tép chứ, phải không? Xin thưa các vị, đó là vấn đề. Khi mà tôi sang du học ở Ấn Độ, tôi có gặp một vị sư cô là chuẩn bị đang viết luận án tiến sĩ, thì cũng quen rồi nói chuyện, thì hồi xưa nay thì biết thôi chứ chưa có lúc mà những lúc mà gặp lâu để nói chuyện. Nhưng mà khi nói chuyện rồi, cổ nói là ngày xưa cái động lực để đi tu và trước khi đi tu là nó có một cái chuyện như vậy.
Ngày xưa hồi lúc ở nhà, cổ cũng là con gái trong nhà, cho nên mọi việc bếp núc và mọi việc đụng chạm đến làm này kia đó thì dường như cổ cũng đảm đang. Thì bữa đó cổ nói cổ cắt cổ một con gà, thì cổ làm gà, cổ cắt cổ con gà, thì cổ kể thì tôi không biết như thế nào. Cổ nói cổ cắt xong cổ ngoài vô cái cánh á, không biết làm gì. Cổ nói là cho đừng chạy. Thì cổ nói bữa đó tự nhiên cổ cắt cổ xong một con gà, cổ ngoài vô cái cánh xong rồi đó, thì tự nhiên cổ mới buông ra, cổ lo cổ đun nước hay gì đó, thì tự ở đây nó bắt đầu nó vuột ra nó chạy. Mà cái cần cổ nó đã cắt muốn lìa rồi, cho nên là thật sự cái thân nó còn hoạt động mà cái đầu nó là lắc lìa vậy nè. Hai cái cánh nó cứ bay, bay chứ nó chạy, mà nó chạy không có mục đích, nó cứ chạy lòng vòng lung tung hết trơn. Máu văng ra tung té và cái đầu cứ lắc như vậy. Trước cái cảnh tượng đó là từ đó về sau dứt phát không bao giờ cổ làm tới cái điều đó, và động lực để sau này cổ xuất gia luôn, để ăn chay. Như vậy thì ở đây nếu nói về vấn đề ăn chay để trưởng dưỡng lòng từ là một điều hết sức là đúng đắn. Thứ hai, tôn trọng sự sống bình đẳng của tất cả mọi loài chúng sinh. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời này tất cả chúng sinh giàu có tiếng nói là chúng sinh bậc cao nhất, và các chúng sinh không có tiếng nói là những động vật, loài cầm thú. Tất cả nó có tính chất chung là gì? Hả? Có cái ai đó nói lóng thoáng đúng đúng đó. Tức là nguyên tắc chung của tất cả các loài động vật trên cuộc đời, cả con người của chúng ta, có nhu yếu ham sống và sợ chết. Dầu chết bất cứ lý do nào cũng sợ, chết chính đáng cũng sợ, mà chết phi pháp cũng sợ. Có phải vậy không? Như vậy thì mỗi khi nghĩ đến cái chết là sợ rồi. Nhưng mà xin thưa với các vị, trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ chết, chớ giết, chớ bảo giết. Đây là câu Đức Phật đã dạy. Và xin thưa với các vị, có phải đúng như vậy không? Tất cả các loài động vật mà chúng ta mà muốn có được một bữa ăn từ thực phẩm động vật, có phải nó nói tôi tới ngày tháng nè, tôi đưa cổ nè, cắt tôi đi, có không? Xin thưa hỏi đại chúng, có thấy con gà, con vịt, con chó, con heo, con mèo gì mà nó đến tới ngày nó tôi tới lứa rồi nè, tới ngày tháng nè, có thể ăn được rồi nè, cắt cổ tôi đi, có không? Muốn ăn được phải làm gì? Đúng đó, phải rượt, phải đuổi, phải này cái kia. Có nghĩa là nó cũng phải chống trả lại, nó tìm sự sống chứ. Nhưng mà chúng ta hơn nó là chúng ta có tư duy, chúng ta khôn hơn, hiểu biết hơn, và đủ cái sức mạnh hơn, và đủ phương tiện hơn để chúng ta áp đặt nó, và chúng ta cuối cùng chúng ta khống chế để bắt nó, chúng ta mới có một bữa ăn. Nếu như vậy thì nó cũng tìm sự sống, mà vì không sống nổi nó phải chấp nhận chết dưới tay của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta sát hại, nó phải phát ra những cái động cơ để giãy giụa, đau thương, kêu la một cách thê thảm, chứ đâu có chuyện bình thường. Đó là sự thật. Như vậy vì tôn trọng sự sống bình đẳng của mọi chúng sinh mà Đức Phật bảo tất cả chúng ta phải ăn chay. Cái này ăn được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Ở đây chúng ta nói vậy, tôn trọng sự sống bình đẳng. Như vậy tất cả loài chúng sinh nào cũng tìm sự sống hết á. Tôi nhớ có cái gia đình đó làm thịt chó, không phải là chuyên gia ăn thịt chó mà thỉnh thoảng làm trong gia đình. Hình như là cái cách làm nó hơi là thấy hơi đau, cái là bỏ con chó trong cái bao á, rồi mới cột miệng lại rồi thảy xuống nước. Nhưng mà khi thảy xuống nước rồi á, làm sao mà đúng ra đó là con chó phải chết ngợp ở trong cái bao đó. Nhưng mà về khi mà làm như vậy, do cột cái miệng bao không được kín lắm, cho nên khi đó rồi nó giãy giụa cách nào tự nhiên nó vuột miệng bao và nó chạy đi. Mặc dầu nó chạy đi như vậy, xin thưa các vị, đúng ra nếu mình là con người, mình bị ai làm cái điều đó đối với một gia đình nào đó, hoặc một cái bị khống chế nào đó, chúc các vị có quay trở lại không? Nhưng mà xin thưa với các vị, chính con chó đó nó vuột ra như vậy, rồi một ngày, hai ngày sau, nó cũng quay trở lại cái gia đình của nó. Và gia đình đó khi mà thấy nó quay trở về, từ đó về sau dứt phát là bỏ, không bao giờ tái lại điều này nữa. Như vậy á, đâu phải nó tự nguyện nó chết vì chúng ta. Nó chết vì chúng nó không còn đủ sức để chống lại, và nó cũng cố tình dễ dụa. Nếu nó được thoát được, nó vẫn tìm cách nó thoát để nó sống chứ. Mặc dầu nó không có trí tuệ như chúng ta, nó sống theo một cái bản năng phán đoán nào đó trong một cái loài động vật. Như vậy thì vì tôn trọng sự sống bình đẳng của tất cả mọi loài chúng sinh mà chúng ta phải ăn chay. Cái nữa đó là tôn trọng Phật tánh. Các vị đọc trong kinh Pháp Hoa, các vị có nhớ rằng Đức Phật bảo tất cả chúng sinh đều có Phật tánh.
Trong kinh Niết Bàn bảo tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, và kinh Pháp Hoa là tất cả chúng sinh đều có tri kiến Phật. Như vậy thì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành, đó là câu nói của Đức Phật. Như vậy thì chúng sinh ở đây có phải là con người không không? Ở đây chúng sinh là chỉ cho tất cả các loài chúng sinh có tình thức. Như vậy chúng ta có tình thức không? Dĩ nhiên khỏi cần nói rồi. Con trâu, con bò, con chó, con heo, con gà, con vịt có tình thức không? Có. Như vậy tất cả chúng sinh đều có tình thức, vậy nó có cơ hội thành Phật không? Dĩ nhiên là có, nhưng mà quá chăng nó có cơ hội lâu hơn mình thôi, điều kiện nó thiếu hơn mình thôi. Nhưng mà các vị đọc kinh Pháp Hoa, các vị thấy cái phẩm gì? Long nữ, nói đến long nữ thành Phật đó. Long nữ là gì? Là rồng cái. Có phải là xuất sinh không? Nhưng mà có cơ hội thành Phật không? Như vậy bất cứ một chúng sinh nào có điều kiện, có cơ hội, nó sẽ có điều kiện thành thành Phật. Đoạn mạng một chúng sinh là hạn chế, làm giảm đi cái giai đoạn thành Phật của một chúng sinh rồi. Cho nên các vị đọc trong, nhất là trong kinh Bản Sinh, các vị nhớ Đức Phật không phải là trong đời này hay là vô lượng đời là một con người vĩ nhân hay là một bậc thánh nhân cao thượng như cuộc đời này đâu. Đức Phật đã từng làm voi nè, làm khỉ nè, làm trâu nè, làm đủ thứ loại chúng sinh hết. Các vị đọc trong kinh Bản Sinh mà thấy. Như vậy quá khứ Đức Phật cũng đã từng luân hồi sanh tử, sanh đi tử lại bao nhiêu kiếp đời với muôn loại chúng sinh. Và cuối cùng trong những kiếp đời chúng sinh đó đều có những phẩm hạnh tốt, cho nên dung bồi công đức vô lượng kiếp tích lũy nên một vị Phật trong đời hiện tại này. Như vậy tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta chắc gì chưa bao giờ trải qua những loài đó. Nếu Đức Phật chúng ta đã từng như thế, các vị có chắc rằng các vị chưa bao giờ trải qua một loài trâu bò gì chưa? Tất cả nếu mà đứng trong lục đạo, chúng ta đều có những cái giai đoạn như vậy cả. Tôi cũng vậy, tôi suy nghĩ rằng tôi cũng đã từng, nếu mà cuộc đời quá khứ, tôi cũng đã từng làm trâu bò heo chó trong vô lượng kiếp trong lúc tái sinh đó. Rồi cũng lang thang bao tỷ kiếp trong luân hồi đó, rồi cuối cùng kiếp này có một nhân duyên nào đó gặp với Phật Pháp mà không biết có được giải thoát một đời này không nữa. Cái đó còn chưa. Nhưng mà có một cơ hội gặp được Phật Pháp là may mắn rồi. Tôi xin thưa với các vị là trên cuộc đời này, nếu ai đã có một lần có nhân duyên với Phật Pháp, gặp được Phật Pháp là chúng ta có may mắn dữ lắm trong cuộc đời này. Và chúng ta cũng đã có duyên nhiều đời chúng ta mới có cơ hội gặp Phật Pháp. Chứ bởi vì có nhiều người gần chùa chứ chưa biết là chùa đó là cái gì nữa, và chưa bao giờ đi chùa nữa là khác. Và đôi khi người ta nói câu gì, gần chùa thì kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chơi. Mình thì ở gần ghiếc mình thấy nó lờn ha. Mình ở chùa ghiếc mình thấy nó lờn. Người ta lâu lâu người ta đến chùa, người ta thấy các vị thầy, vị sư cô đồ rất là thánh thiện. Còn mình ở trong chùa mình thấy qua thấy lại. Nếu mà mình thấy qua thấy lại mà đi từng trên đó sen vô Phật á, đầu chúng ta xẹt từng đó hào quang á, người đó sẽ có thể là giác ngộ. Còn nếu mà tại vì chúng ta cũng đi như bao nhiêu người khác, rồi đầu chúng ta cũng không có hào quang, mà chỉ có một cái là tóc mỗi nửa tháng nó dài ra thêm thôi, thì vì vậy cho nên người ta thấy thường. Nhưng mà giá trị tu tập không phải là để thấy hào quang hay là để thấy một người tu sĩ đi trên đó sen. Cái giá trị của đạo Phật ở chỗ là đạo Phật đã giúp được gì cho hạnh phúc con người trong trần gian này. Bởi vì Đức Phật đã từng tuyên bố rằng ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy sự xuất hiện của đạo Phật là vì hạnh phúc cho con người, chứ không phải là để giúp cho con người hiếu kỳ để có hào quang để đi trên đó sen hay là thăng thiên độn thổ. Và xin thưa các vị, điều này trong những dịp khác chúng tôi sẽ trình bày. Sự khả năng thăng thiên độn thổ có, nhưng với lý do gì thì trong những cái dịp khác hoặc trong những bài giảng khác chúng tôi sẽ trình bày. Nó không nhằm mục đích để chúng ta bàn rộng trong cái buổi chúng ta muốn nói chuyện các vị hôm nay. Chúng ta khép cái đó lại tới đó. Bắt đầu tiếp một cái nữa, đó là vì tránh quả báo luân hồi trong hiện tại và mai sau, trong quá trình luân hồi để tránh giai trả nghiệp sát mà chúng ta phải ăn chay. Xin thưa với các vị, nếu mà mỗi bữa ăn chúng ta thấy có một dĩa thịt, dĩa cá, dĩa gì đó có chút xíu à, chúng ta thấy nó không có vấn đề.
Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ về một cái vấn đề lâu về dài, như hồi nãy điều chúng tôi đã nói với các vị từ đầu á, nếu chúng ta đứng lên bi cao á, thì tôi nghĩ xương của chúng sinh chắc là chất ở chừng ấy, mà chúng ta khó mà hình dung được lắm. Bởi vì ở trong cuộc đời chúng ta sống trong hiện thực rồi, tất cả những gì trôi qua nó là quá khứ. Nhưng mà quá khứ nó là một cái tích lũy nghiệp trong cuộc đời của chúng ta. Nếu tất cả những gì trong cái cuộc đời này các vị đoạn mạng một chúng sinh, các vị sẽ trả một cái lý do nào đó, với một bối cảnh nào đó, với một hình thái nào đó. Tôi không khẳng định là giết một con vật sẽ trả lại mạng một con vật, tôi không khẳng định điều đó. Nhưng mà với một hình thức nào đó chúng ta phải trả cái quả báo này về nghiệp sát. Có thể bệnh tật, có thể yểu mạng, có thể một cái gì đó. Và về căn bản trong cái lời Đức Phật dạy về tính nhân quả đó, thì sát nghiệp nhiều sẽ bệnh tật nhiều, sẽ yểu thọ, sẽ thế này thế khác. Như vậy căn bản là yểu mạng và bệnh tật nhiều là do sát sanh nhiều. Tôi ngày xưa, chính tôi là như vậy. Trong cuộc đời này tôi nghĩ chắc là tôi không có giết cái gì nhiều đâu. Hồi nhỏ thì cũng, các vị nhớ trong những bài giảng tôi thì cũng có nói là đi tát mương, bắt cá, bắt ốc rồi chút đỉnh. Thì dĩ nhiên nó cũng có gia chạm ít nhiều khi còn một cái chúng sinh lang thang sống ngoài xã hội. Nếu mà nói nhiều thì chưa có, nhưng mà kể từ khi tôi đi tu, dường như trải qua gần 10 năm như vậy, bản thân tôi chấp nhận một sự đau thương từ bệnh tật cho đến khổ tâm mà không lý giải được. Và bằng nhiều cách thuốc men và mọi thứ, dường như tôi không thể kiềm chế được mình cái bệnh đau khổ về bản thân, cũng như cái đau đớn nhất là cái nhức đầu. Nhức đầu một cách là rất là kinh khủng, và mỗi khi dường như một tháng 30 ngày, 29 ngày là nhức đầu rồi. Tôi không biết tại sao là như vậy. Và tôi sám hối rất là nhiều, bởi vì tôi đọc kinh Phật, tôi biết là thế nào mình cũng có gia chạm ít nhiều. Trong đời này ít nhưng mà đời khác nó nhiều, cho nên tôi sám hối rất nhiều. Và quý thầy thường nói tôi một câu như thế này: chắc là kiếp trước á, con hay đập đầu cá trê cá lóc dữ lắm á, cho nên là kiếp này con như vậy. Và mặc nhiên tôi nghĩ rằng chắc là đúng như vậy. Chắc kiếp trước tôi cũng đã từng đập biết bao nhiêu con cá trê cá lóc hay gì đó, kiếp này tôi mới nhức ghê gớm. Các vị biết bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu thuốc men, tất cả đối với tôi đều vô hiệu với cái điều đó cả. Nhưng mà chỉ khi tôi được bình phục tương đối là qua những quá trình dài hạn, tôi tự ăn năn sám hối và có điều kiện phóng sanh chúng sinh để tôi chuộc lại lỗi lầm trong cuộc đời. Và từ những tháng ngày đó qua năm dài tháng hạn, rồi cuối cùng tôi nguôi ngoai dần và đỡ cho đến ngày hôm nay. Trước kia nói thật với các vị, không lúc nào tôi không nhức đầu, không nhiều thì ít. Và dường như lúc nào hai con mắt của tôi nó giống như là hai cái cục đá hai bên vậy đó, nó rất là đè nặng, nó không biết là cái gì mà rất nhức đầu và đè nặng như vậy. Vì vậy cho nên chúng tôi mới suy nghĩ là trong một cuộc đời này tôi đâu có làm cái gì quá đáng đâu. Nhưng mà nếu cái điều này xảy ra, tôi thấy bao nhiêu người làm nhiều chuyện quá đáng, tại sao họ không bị như tôi? Như vậy ở chỗ này tôi mới suy nghĩ được rằng họ chưa bị chứ không phải là không bị. Có thể trong một cuộc đời luân hồi nào đó họ sẽ bị điều này. Vì vậy ăn chay là một cách thức tốt nhất để tránh bớt việc sát sinh. Các vị nhớ kỹ, khi chúng ta là một người Phật tử, chúng ta thọ năm giới, trong giới đó có giới sát. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta giới sát là nhằm giúp chúng ta hạn chế việc sát sinh. Không có cấm nhưng mà nói như vậy để chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi chúng ta ý thức được điều này, mai này thay vì một bữa ăn chúng ta có thể ăn 10 con tép. Nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu được rằng ăn một con tép sẽ có một lý do nào đó, với một cái nhân quả nào đó. Không hẳn là thành một con tép để trả nợ, không mang cái nghĩa đó. Nhưng mà nó phải có một lý do nào đó. Thì trên bữa ăn của chúng ta như thế này, thì thôi bây giờ mình thêm một miếng rau luộc, mình bớt lại còn 4 tép thôi, được không? Tôi nghĩ vậy đó. Đó là cái thứ nhất. Thay vì bây giờ trên cái bàn ăn của mình lúc trước là 10 đĩa thịt, nhưng bây giờ mình hiểu được rằng dứt phát cái ngon của khẩu vị này nó vô thường lắm. Nhiều gì cái ngon này để trả một quả báo, mà nếu chúng ta thấy rõ ràng trước mắt á thì chúng ta không làm. Nhưng vì không thấy rõ ràng, nhưng mà nó có không? Có. Con cái gì trong gia đình thôi, bây giờ mẹ nghe ở chùa quý thầy giảng vậy vậy đó, thôi giờ 5 đĩa thịt thôi con, được không? Tức là hạn chế bớt. Như vậy hạn chế bớt để chúng ta gì? Tránh cái sự chịu đựng quả báo về tương lai, về sát nghiệp mà thôi. Ở đây chúng ta nên ý thức rõ điều đó. Sau này chúng tôi sẽ phân tích cái chỗ đó cho các vị thêm sâu một chút. Tôi chỉ nêu lên cái mục đích ăn chay của chúng ta thôi. Tiếp theo nữa là gì? Là ăn gì bảo vệ môi sinh.
Thật ra với các vị, khi các vị đọc những cái tài liệu về vấn đề ăn chay, và dường như nhớ đây có một cái loại đĩa VCD, đĩa phim gì, cái lò sát sinh đó, thì các vị mới thấy được rằng người ta nói rằng sản xuất các loại thịt đó nó làm ảnh hưởng môi sinh rất là lớn. Người ta có thể ví là 1 kg về các loại thực vật á, thì chúng ta ví dụ, tôi không có nhớ chính xác lắm, chúng ta rửa chừng 5 lít nước. Nhưng mà nếu 1 kg thịt á, chúng ta có thể rửa gần 100 lít nước lại. Và cái chất thải của một cái lò sát sinh á, mà nó thải ra nơi vùng nào thì vùng đó đã nhiễm độc rất là nguy hiểm ở vùng đó. Nếu vấn đề rau quả mà thải ra đó thì không có hề gì. Nó còn làm bổ sung cho các cái loại khoáng chất, cái giúp cho các cái loại phân cho các loại thực vật khác nữa là khác. Như vậy ở đây chúng ta bảo vệ môi sinh là vấn đề nuôi trồng, và vấn đề chúng ta ảnh hưởng nguồn nước hay là mỗi cái vấn đề phân bón khác, vân vân. Ở đây là chúng ta nói một cách là khái quát, tôi không nắm rõ vấn đề này lắm, tôi chỉ trình bày theo cái góc độ mà tôi được hiểu thôi. Thứ ba là gì? Vấn đề đó là sức khỏe của chúng ta. Xin thưa với các vị, không hẳn tôi nói là ăn chay là khỏe hoàn toàn hay là ăn mặn nó sẽ bệnh. Nhưng mà ở một mặt nào đó là ăn chay hạn chế cho các vị cái bệnh rất là nhiều. Và tự thân tôi nghĩ nếu trong đời này tôi không đi tu, do quá trình bệnh tật và nhiều thứ tôi kết luận lại, tôi đã chết từ hồi lúc tôi dưới 20 tuổi, chứ không phải tôi nghĩ tôi còn ngồi trước các vị đến ngày hôm nay. Tôi có một suy nghĩ là cơ thể của chúng tôi nó có một cái gì nó không thể thích ứng được. Nếu tôi không đi tu, không ăn chay từ các nguồn thực phẩm, thực vật này, tôi sống bằng những cái nghề ở ngoài đời như bao nhiêu người khác, thì tôi nghĩ rằng những độc tố đó nó sẽ làm hại tôi là chết từ lâu rồi. Ý là ăn chay mà còn muốn chết như thế này. Tại vì thật ra là qua quá trình trị bệnh tôi mới biết được rằng cơ thể mình không thích ứng như vậy. Trước đây khoảng 10 năm tôi có đọc một cái quyển gọi là Kiến thức ngày nay. Có một cái bà đó là mang 17 chứng bệnh ung thư trong người, mà bà đã kéo dài thời gian của bà qua là gần 20 năm. Mà trước đó đó là bác sĩ là đã từ chối với cái bệnh tật của bà, rằng nó là bà chết thôi chứ không còn cách nào để cứu chữa bà nữa. Và trong khi bà tuyệt vọng như vậy đó, thì bà về bà mới nghĩ còn một cách là do ai chỉ đó, bà mới thay đổi thức ăn bằng cách là không ăn tất cả các loại sữa, bơ, cá, thịt này kia nữa, mà bà không ăn cả ngũ cốc nữa, bà ăn toàn là rau quả không. Vì bà ăn như vậy trải qua 15 năm, căn bệnh của bà mặc dầu không hết nhưng mà nó không tiến triển. 15 năm mang nhiều chứng bệnh ung thư trong người mà không tiến triển. Đây là tôi đọc trên cái Kiến thức ngày nay như vậy. Tôi nghĩ rằng một mặt nào đó, các cái loại thực phẩm, thực vật nó có thể làm ngăn ngại sự phát triển của các cái vi khuẩn về bệnh tật khác rất là lớn đó các vị. Còn nếu chúng ta thực dưỡng từ các loại động vật, một mặt từ bản thân của loại động vật đó nó đã có bệnh rồi. Thứ hai nữa là do quá trình chúng ta tiếp nhận một loại thực phẩm đó, chất đạm nó cao cho nên nó làm cho các vi khuẩn phát triển rất là nhanh. Và những người nào bệnh ung thư mà ăn mặn sẽ chết nhanh hơn một người bệnh ung thư mà ăn chay. Đây là nguyên tắc không có nói gì hết. Các vị đem hai người mà bệnh ung thư ra để so sánh. Một người hoàn toàn ăn thực phẩm chay có thể kéo dài tuổi thọ rất là lâu và có điều kiện chữa trị rất là tốt. Nhưng nếu người đã ung thư mà ăn mặn, chắc chắn rằng cái tuổi thọ và cái chết gần kề hơn là một người ăn chay. Đây là sự thực ở các cái vị bác sĩ trên y học, người ta đã chứng minh được điều này. Như vậy thì trải qua vấn đề chúng tôi đã nói, mục đích của việc ăn chay là như vậy. Các vị có thể nắm được một cách khái quát gì ăn chay như thế chưa? Như vậy chúng ta thấy được rằng thực phẩm mà chúng ta có một cái nguồn gốc từ ăn chay và thực phẩm để có nguồn gốc từ ăn mặn, hai cái này nó khác nhau. Chúng ta được ăn một món ăn chay, thực phẩm rất là nhẹ nhàng, dầu bất cứ một nguồn gốc nào chúng ta cũng thấy rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà để có một cái thực phẩm ăn mặn, cái nguồn gốc nó rất là vất vả. Và chúng ta nhìn thấy được cái chuỗi mà để như vậy, và các vị đã từng xem những cái bộ phim mà những lò sát sinh, các vị sẽ thấy không thể chịu nổi. Tôi có coi một đoạn thôi và tôi tắt, bởi vì nó nhẫn tâm quá. Các vị biết rằng khi người ta nuôi những con gà, con heo, con bò gì không cần biết, nuôi đã tàn nhẫn rồi mà khi làm lại càng tàn nhẫn hơn. Các vị biết là tôi coi một đoạn mà con bò đó nha, thì như vậy là các vị biết là trước khi vô lò sát sinh đó là cái đường đi của nó chỉ vừa con bò đi thôi.
không có thể quay lại được, đi tới trong quay được. Và họ lùa con bò bằng cái gì? Bằng một cây sắt rất là dài và nhọn, chỉ có bắt đằng sau đâm tới để con bò phải đi tới chứ không thể nào lui. Và lui thì không được, không thể quay được và đi tới. Thì trong cái hệ thống dây chuyền của họ là tới cái đó đó, thì các cái mái của nó đó bắt đầu nó có một cái loại gì đó là nó giật chân của con bò nhổng lên. Giật nhổng lên như vậy, con bò đang sống như vậy và các cái loại móc nó giật lên như vậy, và bắt đầu là cái dao tự của nó đó là nó cứ kéo cổ như thế này, và máu của nó hứng theo cái dài 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 như vậy. Và con bò cứ mặc tình giãy giụa rên la trên cái đường như vậy, và nó chạy theo cái dây chuyền là hết con này tới con kia, tại vì nó sản xuất dây chuyền mà. Như vậy, và cuối cùng nó bắt đầu nó qua những cái chủng nước rồi, nó cạo lông như thế nào theo cái máy móc của nó, là cuối cùng khi ra bên kia là trở thành một con bò trắng tươi. Như vậy là các vị thấy rằng, thấy là vô cùng khủng khiếp. Và nhiều loại khác, heo còn ghê gớm hơn nữa. Tôi nhớ là trong đó nó có những cái loại súng ngắn ngắn như thế này, nó sử dụng những con heo là có thể là nó đập, nhưng mà có thể là nó bắn một phát là ngay cái đầu á, là nằm dễ như vậy, bắt đầu nó lùa lên. Nói chung là tôi kể không có hết được, nhưng mà đại khái là kể một cái số điều để các vị thấy cái điều đó nó quan trọng như thế. Hai nữa, tôi muốn nói với các vị, nếu nhìn về góc độ của một cái chúng sinh thông thường, chúng ta quán chiếu nha, chúng ta thấy cái loài động vật ăn thịt và cái loài động vật ăn cỏ, chúng ta tạm gọi là động vật ăn thịt là ăn gì? Ăn mặn. Còn cái loài động vật ăn cỏ chúng ta tạm gọi là gì? Ăn chay. Đại khái như vậy đi. Các vị thấy về mặt tính chất số đông, loài nào hiền hơn loài nào? Ăn chay hiền hơn ăn mặn hay là mặn hiền hơn ăn chay? Xin thưa với các vị, trên căn bản là loài động vật ăn cỏ luôn luôn lúc nào cũng hiền hơn rất nhiều so với loài động vật ăn loài động vật khác. Ví dụ con voi, con bò, con trâu, con nai, con ngựa, con hươu, tất cả những loài đó, nếu các vị đã từng xem chương trình Thế giới động vật, các vị thấy những loài vật đó nó có thể sống chung với nhau được không? Được không? Được. Nhưng mà các vị thấy có con sư tử, con hổ, con báo, con này con kia sống chung với nhau được không? Nhưng mà các vị thấy con đó so với một con bò hay con ngựa, con nào dữ? Các vị thấy con ngựa với thấy con cọp, các vị sợ con nào? Tại sao các vị sợ? Vì biết nó có thể xé mình. Như vậy nó rất là dữ các vị, nó rất là dữ. Về nguyên tắc của loài động vật ăn cỏ tự thân nó đã hiền lành hơn các loài động vật ăn thịt rồi. Và loài động vật ăn cỏ nó có thể sống quay vần và gần gũi bên nhau, không có vấn đề gì, có phải vậy không? Nhưng mà các loài ăn thịt có thể sống quay vần và gần gũi bên nhau không? Đồng loại nó còn chưa có thể mà sống gần, không biết được hay không nữa, chứ đừng nói có thể là khác loài. Như vậy thì tự thân nó như vậy. Và hai nữa, chúng ta thấy điều gì? Phần lớn thịt của các loài ăn cỏ nó lại ngon hơn thịt của các loài ăn động vật khác. Chúng ta thông thường kinh nghiệm ở đây nè, tôi nhớ có những người ăn thịt mà người ăn hơi tạp một chút á. Tại sao dân gian người ta ít ăn thịt mèo? Xui hả? Ăn thịt mèo xui phải không? Những người ăn thịt mèo họ nói nó tanh dữ lắm. Bất đắc dĩ thì ăn nhưng mà họ nói rất là tanh. Vì sao vậy các vị? Vì con mèo là nó ăn thịt sống, có phải không? Nó chuyên gia là ăn thịt sống. Còn các loại động vật ăn ngũ cốc và ăn cỏ thì luôn luôn cái chất thịt của nó tốt và ăn ngon hơn là các loại thịt khác. Nói vậy các vị nói thầy ăn nào thầy biết ngon như vậy. Xin thưa các vị, tôi nói một điều, trên đời tôi không có biết được nhiều thực phẩm mặn đâu. Cái bánh bao trong đời tôi chưa bao giờ tôi biết cái bánh bao mặn là cái gì, cho đến bây giờ tôi hoàn toàn tôi không biết ở trong đó là gì, chỉ biết bánh bao chay thôi. Nó có nhiều lý do, nhưng mà đại khái muốn nói là cái gì, nguồn thực phẩm mà các loại động vật là nó đã như vậy, thì con người ăn các loài động vật nó sẽ mang nhiều độc tố và nhiều nguy hiểm, và nó biến cái tánh khí của chúng ta khác hơn là một người ăn thuần là thực vật. Tánh khí của một người ăn mặn, nếu mà người đó đã hiền mà ăn mặn thì nó sẽ không được hiền lắm, nó sẽ tăng thêm một góc độ nào đó. Mà nếu mà người dữ mà ăn chay thì á có thể là hiền thiện hơn.
Có những người nói là bà ăn chay mà bà dữ quá. Cái đó nói không có đúng. Tôi ăn chay á mà tôi dữ như vậy mà nếu tôi không mặn là tôi xé bà luôn á. Có phải vậy không? Mình nói như vậy mới nó mới đúng, phải không các vị? Cho nên khi thấy người ta tu, người ta ăn chay nói bà này tu hay là ông này tu mà dữ quá. Nhưng mà thưa với các vị, tu mà còn như vậy đó, không tu là chịu đời gì nổi. Có phải vậy không mà? Cho nên các vị phải cho người ta cơ hội và khích lệ người ta để hoàn thiện hơn, chứ đừng bao giờ dồn người ta vào cái ngõ cụt để người ta thối tâm là không nên. Đây là cái vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị. Vì vậy cho nên hồi hôm tôi ngồi tư duy cái đề tài các vị, tôi mới nhớ là tôi nghĩ tại sao ngày xưa các cái phim mà Tây Du Ký á, tại sao không kiếm bắt ai để ăn thịt mà toàn là bắt Tam Tạng để ăn thịt không vậy? Tôi nói là gì Tam Tạng ăn chay cho nên nó mới tìm bắt chứ không có gì hết trơn á. Có phải vậy không? Nếu mà nó biết Tam Tạng ăn mặn là nhiều độc tố quá, nó đâu có bắt ăn làm cái gì. Nó biết ăn chay cho nên nó nói thịt Tam Tạng ăn một cái là sống 1000 năm. Hả? Có phải không? Cái này nói đùa các vị chơi thôi các vị nha. Như vậy là chúng ta thấy rằng nó có sự khác biệt giữa ăn chay và ăn mặn từ nguồn gốc, tính chất cho đến ảnh hưởng đến huyết máu và tánh khí của con người rất là lớn. Vì vậy có những người khi thực tập ăn chay họ sẽ hiền đi, có những người thực tập ăn chay họ sẽ nói lời dịu dàng đi, có những người thực tập ăn chay tánh họ bớt nóng bớt sân đi. Mặc dù không phải ăn chay để bớt sân, nhưng mà tự tính chất của các loại thực phẩm đó nó sẽ bớt đi kích thích và nó làm cho mình giảm đi. Nhưng mà ăn như thế nào để tốt là điều quan trọng đây. Xin thưa với các vị, cái phong trào ăn chay gần đây nó có một cái loại thực phẩm gọi là thực phẩm Đài Loan. Ở đây các vị có nghe không ạ? Đây là điều mà tôi muốn tâm tình với các vị như một lời tâm sự chân thành từ trái tim nha. Tôi cũng khổ sai vì thực phẩm Đài Loan mà uống thuốc 4 năm nay chưa hết. Chắc có thể ngày xưa mình ăn chay sớm, cho nên khi gặp thực phẩm mà nó giả mặn đó, mình thích. Do cái nghiệp của mình còn hay sao đó, là ngày xưa cũng vì những thực phẩm Đài Loan đó. Mà do cơ thể tôi yếu cho nên tôi bị những cái tính chất là chất hàn the và những cái chất hóa chất trong đó đó. Do tôi ăn quá liều á, nó lại lưu lại và nó làm tôi bệnh tật cho đến mấy năm nay. Và tôi mới biết được ra một điều, xin thưa các vị là ăn chay là tốt, tôi đồng ý, nhưng mà ăn như thế nào mới tốt? Nếu các vị ở đây vì vấn đề khẩu vị hay là vì nó giả mặn gần gũi với cái thức ăn thông thường chúng ta mà chúng ta mua về để ăn thường là ăn chay như vậy, thà ăn mặn sống dai hơn. Xin thưa các vị để tâm tình. Cho nên ở đây tôi muốn nói là nếu ăn chay mà lấy thức ăn là Đài Loan sản xuất theo cái góc độ mà chúng ta một là không biết nguồn gốc, hai là biết không rõ ràng, hoặc là chúng ta lại ăn quá trớn đó, thì nguy hại của cái thực phẩm này rất là nguy hiểm. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên tôi chỉ khuyên các vị một điều là nếu chúng ta cần ăn thì thỉnh thoảng một là trong những dịp lễ, ví dụ nhà chúng ta có tổ chức lễ tiệc chay hoặc bất đắc dĩ gì đó, một vài món giới hạn nào để làm vui trong khẩu vị. Biết rằng không tốt nhưng mà dầu nó rất ít thì cũng không đến nỗi nào. Nếu người khỏe thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu người bệnh mà ăn cái này là nguy hiểm vô cùng. Cho nên có những người nói tại sao tôi ăn chay mà sau này tôi bệnh dữ vậy? Là vấn đề do mình ăn chay mà mình biến chế, hoặc mình có những nguồn gốc thức ăn nó không tốt cho nên rất là nguy hiểm với các vị. Ở Việt Nam chúng ta có một cái nơi sản xuất là Âu Lạc gì đó, thì thực phẩm này tương đối chúng ta có khả năng tin cậy về cái tính chất của nó hơn là thực phẩm được xuất nhập từ ở Đài Loan mà một số không rõ nguồn gốc, rất là nguy hiểm. Và điều này tôi sẽ kể cho các vị nghe trong vấn đề tới này. Tại sao tôi nói với các vị điều này? Thật ra đó, và được quý thầy kể là ở Long An, cái bà già này bà ăn chay 30 năm rồi các vị. Nhưng mà khi bà bị bệnh, bà đi xét nghiệm á, thì á, bác sĩ nói rằng bà bị chứng bệnh nhiễm độc từ bò điên. Bà không thể nào tin được. 30 năm trường chay chưa bao giờ gỡ đến bất cứ một cái điều gì là thức ăn mặn, tại sao bà lại phải bị bò điên như vậy? Thì hỏi ra mới biết rằng bà thường ăn thực phẩm Đài Loan mà bò giả đó các vị. Vì ở đó người ta nói rằng do lúc quá trình người nó trộn á, nó trộn những cái loại thịt không tốt, thay vì thịt đó là thay vì được kiểm định y tế là sẽ không được sản xuất,
Nhưng mà vì nó lén, nó làm qua thực phẩm ăn chay, nó trộn như thế, và cuối cùng bà ăn để trở nên một chứng bệnh bò điên. Rất đáng tiếc, 30 năm ăn chay rồi cuối cùng phải bị một chứng bệnh như thế. Như vậy là các vị thấy được điều gì? Cho nên ở đây tôi nói với các vị một điều: ăn chay là tốt, nhưng phải ăn có cái phương pháp mới được các vị. Ví dụ vừa rồi trên báo đăng cái vấn đề mà thạch cao ở để làm tượng đó, mà làm cái gì? Làm tàu hũ, phải không? Nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây tôi có một điều là lưu ý với các vị. Một là lưu ý với những người ăn chay. Hai là lưu ý với những người bán thức ăn chay. Bán có thể là bán tiệm, hoặc là có thể bán tàu hũ, hoặc có thể bán bất cứ một loại thực phẩm nào để dành cho ăn chay. Thì tôi xin một điều là ngoài vấn đề mưu sinh là một nghề là đã đành rồi, nhưng bên cạnh đó chúng ta phải sống cho nó trung thực với nghề nghiệp một chút. Chúng ta bán thức ăn chay, chúng ta làm tiệm cơm chay là có phước. Cái đó có phước, giúp người ăn chay có những điều kiện để tiếp gần với những thực phẩm tốt này để tránh việc sát sanh là rất tốt. Nhưng mà nếu chúng ta vì lợi nhuận mà chúng ta muốn cao, cho nên chúng ta làm những cái độc tố không tốt, hoặc là vì khẩu vị chúng ta gia vị vào những cái chất độc hại để cho thực khách được ăn đông này kia kia nọ là nguy hiểm. Cho nên tôi muốn lưu ý với những người làm ở tiệm cơm chay hay là các quán ăn chay, các vị làm được việc đó tôi rất mừng, rất tốt, rất tán thán các vị. Nhưng phải có điều này một chút thì các vị rất là có phước trong nghề nghiệp này. Một cái nghề mà kiếm sống, nhưng mà nghề kiếm sống rất là tốt. Ở đây là tôi xin khuyến khích và tôi lưu ý một điều. Nhớ cái vấn đề chúng ta pha chế, làm sao để cho người ta ăn vừa ngon nhưng mà hạn chế tối đa để gây chất nhiễm độc ở các loại hóa chất, hoặc là do sự khéo léo của chúng ta. Có những khi vì quá khéo léo chúng ta chế biến một cái món ăn đó nó trở nên chất độc đi. Ở đây là phải để ý. Vì vậy thì tôi lưu ý với các vị khi ăn chay là các vị thứ nhất là hạn chế chiên xào một chút. Bởi vì các loại dầu khi mà qua quá trình các vị chiên xào nó trở thành axit hết à. Chứ một số vị bác sĩ sau này khuyên chúng ta là đừng nên xào chiên, mà hãy kêu chúng ta trộn như luộc vậy đó, rồi chúng ta rưới dầu sống lên, nó sẽ có cái tính chất tốt hơn là ăn dầu mà chiên xào. Vì khi mà chúng ta bắt sôi lên chúng ta chiên đó, nó đã cháy thành axit hết rồi. Mà nếu cháy thành axit thì chúng ta ăn vô là thuộc về ăn axit, chứ không phải là ăn dầu nữa, không phải ăn chất béo, không phải ăn lipid nữa. Nhớ là như vậy. Vì vậy khi mà chúng ta ăn uống á, chúng ta nên nhớ là chúng ta luộc thường xuyên, hay là rau sống, hay là nấu canh và chiên xào một cách là nhanh gọn thôi. Đừng vì cái vấn đề mà ăn lâu ăn dài mà ăn như vậy, không thể nào được. Nếu chúng ta ăn lâu ăn dài mà chúng ta sống bằng cái ăn mà chiên xào này kia, hoặc là qua quá trình khéo léo của chúng ta để biến chế quá đó, thì về lâu về dài nó không có tốt cho cơ thể chúng ta. Cho nên có những người nói ăn chay tốt, nhưng mà sau ăn thời gian rồi cảm thấy nó cũng không có tốt cái gì, là do chúng ta chọn những thức ăn nó hơi nguy hiểm như vậy. Cho nên ở đây là chúng tôi muốn trao đổi với các vị vấn đề này, các vị nên thông cảm và lưu ý cho tôi. Thứ hai nữa, một vấn đề nó đang gây cái vấn đề dao động và tranh cãi ở mọi người ăn chay và ăn mặn hiện giờ, đó là thực phẩm chay mà tên gọi gì? Tên gọi mặn. Đâu các vị nêu cho tôi một vài tên gọi tôi nghe coi. Quá nhiều luôn. Xin thưa các vị, tôi thì thường nghe là nào là gà xé phai, rồi đùi gà chiên, rồi sườn chiên, rồi heo lụi, rồi gì đó, nhiều quá nhiều luôn. Bây giờ tôi xin thưa với các vị nghe, cái đó tốt hay là xấu? Ai nói xấu đưa tay lên. Vậy vậy ai nói tốt đưa tay lên. Rồi những người không đưa tay là gì? Những người không đưa tay nên thầy nói sao tôi ừ theo vậy. Xin thưa với các vị, vấn đề này nó cũng có một sự tranh cãi rất là nhiều. Có những người lý luận nói là người ta ăn chay là tốt rồi, mặc dù người ta có thể gọi bất cứ tiếng gọi gì, nhưng mà cái đó là cái chay thì cũng tốt. Còn có người thì cho rằng là ăn mà như vậy là còn bị tưởng đến đồ ăn mặn, nó vọng tâm vân vân. Xin thưa các vị, hai cái đó tôi cũng đọc tài liệu
Tôi đọc trong cái tài liệu ăn chay của Hòa Thượng Diện Trưởng Thiện Hoa thì Hòa Thượng cũng đề cập vấn đề này, và Hòa Thượng không đồng tình là thức ăn chay giả mặn. Tôi đọc trên báo Giác Ngộ qua cái quyển là Phật Pháp Vấn Đáp và vấn đề ăn chay ăn mặn này, người ta có hỏi thì ở báo Giác Ngộ cũng có cái ý cũng không có đồng tình lắm, nhưng mà cho người ta một cái cởi mở là nếu vì văn hóa để món thẩm mỹ cho một tên gọi của một thức ăn thì có thể là chúng ta đặt một cái món ăn khác, ví dụ Phượng Hoàng Bay hay là cái gì vân vân, tôi không nhớ, nhiều tên hay quá mà không nhớ nổi. Đó, tức là đặt cho nó thẩm mỹ cho một món ăn thì hay hơn. Thì qua những cái này, nhưng mà tôi có suy nghĩ, bây giờ nói hủ tiếu, cái tên đó chay hay mặn? Chay cũng có đúng không, mà mặn cũng có phải không? Nếu mà hủ tiếu chay thì họ gọi là gì? Không lẽ bây giờ hủ tiếu mặn thì hủ tiếu, còn bây giờ hủ tiếu chay mình phải đặt cái tên khác? Không lẽ bây giờ hủ tiếu mình nói bây giờ cái cộng lòng thòng để mặc định là cái này hủ tiếu, khi nói đến hủ tiếu là mặn, bây giờ cộng lòng thòng mới biết là ăn chay, phải không? Tôi ngồi tôi suy nghĩ như vậy, có rất nhiều món mà cả chay mặn đều một tên gọi. Như vậy thì theo ý tôi, ăn chay là tốt, dầu cái đó có thể là chúng ta tạm mượn cái tên gọi mặn gì đó, nhưng mà tôi nghĩ về chính chất nhân quả và mọi thứ, tôi nghĩ không hề gì. Ở đây là theo thiện ý của tôi thôi, tôi không bắt buộc mọi người phải đồng tình như vậy. Cho nên tôi nghĩ có thể một tên gọi, bởi vì khó đặt tên cho nên mình thấy ná ná, hoặc là làm chay nó cũng khó cho nên cần ná ná để mình gọi như vậy. Nếu tất cả mọi người, tôi nói thật, trên thế gian này mà ăn bằng tên gọi đó, tôi nghĩ như vậy là cõi Phật rồi chứ không phải trần gian nữa, có phải không? Có thể gọi gà quay, có thể gọi gà gô ti hay là lụi gì đủ thứ đó, nhưng mà nếu mà thực phẩm chay mà gọi như vậy cũng trở thành cực lạc nữa. Mà trần gian này ăn hết được như vậy may mắn lắm à. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái điều này cho nên tôi mới suy nghĩ, chỉ có một cái điều là nếu chúng ta chế biến quá giống thức ăn mặn mà hơi ghê một chút, hoặc là mùi vị nó hơi nguy hiểm một chút, thì cái này tôi xin khuyên là không nên. Còn nếu chúng ta tạm gọi một vài món, ví dụ như sườn chiên hay là cái gì đó, tôi không có nhớ hết, mấy cô thợ bếp thì chắc là nhớ kỹ đó, thì có thể chúng ta chấp nhận được. Nhưng mà hồi lúc tôi ở Giác Ngộ, có một người đem lên cúng một rổ giò gà. Xin thưa với các vị, họ làm giò gà chay, mà họ làm từ cái cù lẳng ở trên cái chỗ mà con gà tới dưới cái ngón của nó đó, tức là mông có móng này nè, nó trắng tươi mà nó từng sọc từng sọc từng sọc, mà nó bóng y như giò gà thiệt với các vị. Tôi nói bưng một gỗ giò gà tôi muốn lạnh xương sống luôn vậy đó. Thật sự với các vị, có những cái nó ghê quá à, có những cái quá ghê, mà cái đó mà bỏ vô mà nấu thì nó gớm thôi, thật ra nó rất là gớm mà khó mà ăn lắm đó. Là cái đó, nếu những cái gì nó quá đáng như vậy thì tôi nghĩ các vị nên hạn chế. Còn những cái thông thường á, thì được thôi, ở một mức độ tương đối. Còn cái thứ hai là cái này, cái mùi nó vô cùng quan trọng. Tôi lúc còn ở Giác Ngộ thì có một vị đó đem đến cúng, mà tôi không biết ai cúng, nhưng mà khi dọn lên cái bàn ăn á, thì nó có những khúc mà người ta quấn ở ngoài là rong biển mà nhỏ nhỏ như vậy nè. Hỏi cái gì? Người ta nói là cá bóng kèo kho. Xin thưa với các vị, thì cái tiếng nghe cũng rất là kêu. Cá bóng kèo kho, mình đó giờ chưa ăn cá bóng kèo thì bây giờ thử thôi, ăn cá bóng kèo chay cho nó ra thế nào. Nhưng mà xin thưa với các vị, không thể nào ăn được. Người ta ướp một cái gì tôi không hiểu nổi, mà tôi vừa để vô tới miệng là nó tanh, tôi muốn quận ra tại chỗ liền. Mà người ta nói cái mùi chay, mà nó tanh một cách khủng khiếp. Tôi mới suy nghĩ, tôi nói như thế này, con cá bóng này mà nếu mà con cá bóng thiệt á, thì hồi còn sống nó tanh không? Tanh không? Tanh. Nhưng mà nếu khi người ta làm chín qua quá trình ướp này kia kia nọ, nó còn tanh không? Dường như còn, đối với người ăn chay thôi, nhưng mà nó đã hạn chế rất nhiều. Nhưng mà nếu do cái ướp mùi vị á, khi sống á, nó tanh không? Nhưng mà các vị làm chín tanh không? Vì mùi này các vị ướp cho nên nó không thể nào nó bớt mùi lúc các vị chiên xào được xong được. Mà ăn chay là thanh đạm. Một cái chén bốc mùi của một người ăn mặn mà rửa rồi, chúng ta chưa qua quá trình chủng nước sôi hay gì, người ăn chay lâu năm ăn vô còn tanh chịu không nổi. Mà huống chi một cái thức ăn như vậy, mà nếu một người ăn chay mà đồng quá ăn được cái này rồi, mai mốt ăn mặn không hề gì. Có phải vậy không?
Cho nên những mùi vị nguy hiểm như thế này, xin thưa các vị đừng khéo tay như thế, làm độc hại đến tâm thức hay là cái tiến trình ăn chay thanh bạch của một người tu. Và nếu điều này ảnh hưởng trong thiền môn thì thực phẩm mà bốc mùi đó rất là nguy hiểm các vị. Nó làm cho cái mùi đó bất tịnh đi trong bữa ăn của chúng ta, không còn những mùi chay thanh đạm nữa. Cho nên tôi đồng tình ở một vài tên gọi nào đó cho nó mang tính thẩm mỹ của một vài món ăn để cho nó dễ kêu dễ gọi. Còn nếu tất cả những cái khác, giống như tôi nói là những cái hình ảnh mà quá ghê như là giò gà mà nãy tôi nói đó, hay là cánh gà gì đó vân vân, hay là vặt những mùi tanh mà ướp vô quá như vậy đó, là cái đó không nên. Tôi xin thưa là cái tuyệt đối cái này. Và người ăn chay mà ăn được cái món này thì mai mốt này chúng ta ăn món mặn không có hề gì, bởi vì tanh hơn mặn rất là nhiều, rất là tanh, rất là nguy hiểm. Cho nên bữa đó tôi cấm mấy chú ở chùa liền, tôi nói cái này đem xuống ngay nhà bếp và bỏ ngay. Mấy chú mà ăn được một cái này rồi, mai này những cái mùi mặn các vị chú không bao giờ phân biệt được cái nào mặn chay nữa cả. Và ăn như vậy rồi nhá, mình cảm thấy nó có một gì bất tịnh, tôi kêu bỏ. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, thức ăn của chúng ta, tên gọi và cách thức ăn như vậy, mọi điều chúng ta phải suy nghĩ. Và xin thưa với các vị, các vị biết là ăn chay nó có những cái cấp độ của ăn chay của chúng ta. Nó có 3 cấp độ ăn chay tiêu chuẩn. Có những người ăn chay là ăn toàn là cái cấp độ đầu tiên á, là toàn là thực phẩm, thực vật, tức là các loại ngũ cốc và rau đậu thôi. Cái cấp độ ăn chay thứ hai á, là người ta ăn toàn là ngũ cốc nhưng mà người ta thêm cái gì? Trứng và sữa. Và cái cấp độ thứ ba ăn chay được liệt kê á, là người ta chỉ không ăn thịt nhưng mà cá người ta ăn. Không phải ăn theo đạo Câu Đài nha. Xin thưa, đạo Câu Đài chỉ mới có sau này thôi. Còn cái này, cái nguyên tắc ăn chay cho những truyền thống của những quốc gia có truyền thống, đại để như Ấn Độ chẳng hạn. Ấn Độ là 70% dân số ăn chay. Chúng ta qua bển kiếm được một thức ăn mặn nó khó như chúng ta đi ra Hà Nội mà kiếm một cái quán ăn chay vậy đó. Rất là khó các vị. Mà nếu có đi chăng nữa chỉ có một món duy nhất, đó là thịt gà thôi. Một vài cửa tiệm lớn, một vài này. Còn buôn bán ngoài chợ toàn là phần lớn 95% đến 99% là ngũ cốc thôi. Không thể tìm được những cái mà cái quầy bán thịt lủng lẳng như ở Việt Nam mà đầy đường như vậy. Không bao giờ có. Như vậy, nhưng mà cái cách ăn chay người ta khác. Mình khoan miễn bàn cái đó, tới đó chúng ta sẽ bàn. Trở lại vấn đề, ăn chay cấp độ thứ nhất là ăn rau quả không và ngũ cốc là rất là tốt. Đây là ăn chay cấp độ là cao nhất và thanh bạch nhất, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ cấp độ thứ hai là sữa và trứng. Ở đây các vị nào đồng tình cho ăn chay được ăn trứng đâu? Và xin lỗi là trứng công nghiệp. Ai đồng tình ăn chay được ăn trứng? Rồi ai không đồng tình ăn chay không nên ăn trứng? Cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, điều này tôi cũng trăn trở lắm á. Trăn trở lắm. Bởi vì có những cái phong trào sau này ăn chay. Thật sự ăn chay có một số người ăn trứng. Đứng về tính chất á, ăn một cái trứng không, trứng nhất là trứng công nghiệp, không có tội. Không có tổn lòng từ, không có bị nghiệp quả, bởi vì nó không có nhân tố của một chúng sinh, nói chung là nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà dường như thôi nha, theo cái lòng tín ngưỡng thông thường của Phật tử chúng ta và những người có một cái truyền thống ăn chay ở một loại tín ngưỡng và có một cái sự thanh bạch, thì thấy dường như ăn một cái trứng nó không được trong sạch lắm. Mặc dù nó không có tội lỗi, nó không ảnh hưởng gì hết đứng về nguyên tắc, nhưng mà nó không có được trong sạch lắm. Nếu bây giờ tôi cầm một cái trứng tôi ăn, tôi biết rất rõ đây là cái trứng này tôi ăn là nó, tôi không có bị tội, tôi không có phạm giới, tôi không có cái gì ở trong này. Nhưng mà nếu mà tôi cầm tôi ăn, các vị nghĩ sao? Các vị chắc là đem tôi đi bác sĩ đo thử cái đầu tới cỡ nào. Xin thưa với các vị, tôi nói ở đây, cho nên tôi đem điều này trăn trở, tôi thưa hỏi với Hòa Thượng Đắc Pháp. Lúc đó tôi còn ở Vĩnh Long. Tôi nói bạch với Hòa Thượng, bây giờ nó có phong trào ăn chay là được ăn trứng, và cái điều này nó phổ biến lắm rồi. Nhưng mà con còn phân vân là khi người khác hỏi, con không biết điều này giải thích như thế nào. Con xin thưa với Hòa Thượng, cái vấn đề này Hòa Thượng nghĩ sao? Thì Hòa Thượng mới nói là trả lời tôi một câu mà tôi tâm đắc cho tới bây giờ, tôi nhớ mãi. Đó là ăn thì cũng không sao,
mà không ăn thì tốt hơn. Đó là cái câu của Hòa Thượng Đắc Pháp. Sau cái câu của Hòa Thượng tôi sáng cái đầu ra các vị. Đúng là cái câu này như một lời khai thị chính xác hoàn toàn. Ăn cũng không sao mà không ăn thì tốt hơn. Như vậy vấn đề đây chúng ta không chỉ trích lên án ai ăn điều đó, tại vì người ta không có tội giả gì trong việc đó. Nhưng mà xin thưa với các vị, đó là ăn cấp độ thứ hai. Nếu các vị nào chưa ăn thuần ngũ cốc được thì có thể chúng ta dặm thêm chút định trứng trong ăn. Mà nhất là vấn đề này tôi muốn nói người cư sĩ nha, dặm trứng thêm cái vấn đề trong món ăn không hề gì. Nhưng mà nếu các vị thật sự là thánh thiện và muốn tốt hơn nữa thì các vị không ăn, còn muốn mà thường thường thì cứ ăn. Ở vấn đề này tôi nói một cách khách quan như vậy. Và cái thứ ba mà người Phật tử cảm thấy khó đồng tình nhất, đó là ăn chay chỉ là không ăn thịt. Có nghĩa là thịt gà, thịt vịt, thịt gì, miễn nói thịt là không ăn, nhưng mà cá thì ăn, tép thì ăn, cua ăn, bởi vì cái đó nó không có thịt, nó không phải thịt. Đó. Mà gọi là thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt gì, thịt là không ăn. Đó là những đây tôi đọc trong được trong tác phẩm, trong cái cấp độ ăn chay từ cái tác phẩm của Gandhi. Như vậy thì cái này thì quan niệm của người Việt Nam chúng ta khó chấp nhận lắm, có phải không ạ? Có thể khó chấp nhận lắm. Nếu mà tôi nói thật nghe, ăn chay mà có thể đó là nó trở thành một truyền thống mà ở Việt Nam luôn á, thì tôi nói thiệt á, ăn dễ như chơi á, trên đời này mà phiên ăn chay là dễ ợt luôn đó các vị. Dễ ợt luôn đó. Nhưng mà xin thưa, cái đó là cái mà người Phật tử chúng ta, tôi nghĩ các vị chắc không có đồng tình để điểm này. Dầu đó là cho ăn chay, nhưng một mặt nào đó chúng tôi đồng tình. Tôi đồng tình không phải là tôi đồng quá mình hay là chúng tôi chấp nhận một cách thông cảm hết toàn diện cái đó. Nhưng đồng tình ở chỗ, nếu lượng trâu, lượng bò, lượng gà, lượng vịt, lượng chó mà được hạn chế bởi cái vấn đề ăn chay như thế thì tôi nghĩ cũng đỡ lắm chứ. Cái đó mình gọi là góc độ rộng lớn á, là rất là đỡ chứ, có phải vậy không? Như vậy thì ở đây các vị có thể khích lệ người khác, hoặc là có thể một cộng đồng, một cộng đồng mà ăn mà không đề cập đến vấn đề thịt, mà chỉ ăn như vậy, tép cá gì đó vân vân, cua ốc đó, thì tốt không các vị? Tốt, rất là tốt. Ở đây là chúng ta nhìn cấp độ cộng đồng rộng. Còn chuyện tu tập của các vị thì cái nào tốt các vị tự làm. Tôi chỉ phân tích ra như vậy thôi. Các vị nào thấy tốt cứ việc chọn, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh, tùy điều kiện, cứ chọn cho mình một phương pháp và cách làm thích ứng với cái cuộc sống của chúng ta là được. Bởi vì cuộc sống của chúng ta rất là dài đó các vị. Tiếp thêm một vấn đề nữa, tôi hỏi các vị nha, Đức Phật ăn chay hay là ăn mặn? Ai nói Đức Phật ăn chay đưa tay lên. Ai nói ăn chay? Vậy ai nói Đức Phật ăn mặn? Ăn chay đưa lên cũng vài người, còn ăn mặn đưa lên cũng vài người. Vậy những người không đưa tay, Đức Phật ăn cái gì? Đức Phật cũng phải ăn mới sống chứ không? Đức Phật cũng phải ăn như chúng ta mới sống, nhưng mà ăn cái gì mới quan trọng. Đừng nói là Đức Phật thiền diệt vi thực không đây nha. Các vị không nhớ rằng Đức Phật do khổ hạnh mà bén một chút nữa là bỏ mạng trước khi đắc đạo mà, nhớ không? Như vậy thực phẩm cũng là quan trọng đối với Đức Phật, cũng phải ăn mới có nguồn dinh dưỡng mới sống. Vậy Đức Phật ăn gì? Xin thưa với các vị, đây là điều vui thôi. Theo tôi thì tôi nghe nói như thế này, Đức Phật không ăn chay mà cũng không ăn mặn, mà Đức Phật là người đi xin ăn, ai cho gì ăn nấy. Đây là một vấn đề các vị nên để ý. Khi tôi mới xuất gia, từ nhỏ cho đến lớn tôi không bao giờ suy nghĩ rằng cái điều này là như thế. Bởi vì nếu nghĩ như vậy chúng ta cảm thấy Đức Phật không có thánh thiện, nếu theo quan niệm người ăn chay. Nhưng mà đó là một sự thật. Xin thưa với các vị, điều này các vị đọc trong Trung Bộ Kinh tập 1, trong cái phẩm mà Jivaka, tức là thầy thuốc Jivaka đó, chữa bệnh cho Đức Phật. Trong đoạn này Jivaka có nói với Đức Phật rằng á, đoạn kinh nói là vì Sa môn Gotama cho nên mọi người mới giết các loài sinh vật. Sa môn Gotama hiểu rất rõ điều này, nhưng Gotama vẫn ăn các loại thịt mà do người khác làm cho Sa môn Gotama,
và Gotama mặc nhiên để ăn các loại thịt được dân cúng. Và điều này được Đức Phật lặp lại một câu đó, và Đức Phật trả lời rằng Đức Phật cũng nói y như câu vừa rồi. Và Đức Phật mới nói này: này Jivaka, thật á, là phỉ báng ta, chỉ trích ta khi nói ra điều đó. Ta chỉ nói này Jivaka, ta chỉ cho các thầy tỳ kheo ăn ăn thịt trong 3 trường hợp: không thấy, không nghe và không nghi. Và này Jivaka, ta sẽ không cho các thầy tỳ kheo ăn thịt trong 3 trường hợp: thấy, nghe và nghi. Đây là đoạn kinh được chép trong Trung Bộ Kinh tập 1, rất là rõ ràng. Như vậy các vị thấy rằng, nếu đứng về tính chất thì chúng ta thấy rằng như Đức Phật có ăn mặn, có phải vậy không ạ? Nhưng mà cái này chúng ta phải hiểu qua quá trình bối cảnh lịch sử và sự phát triển sau này nó có sự thay đổi như thế nào để rồi cuối cùng trở thành một cái vấn đề ăn chay này. Chúng ta cần phải tìm hiểu, quan trọng lắm. Truyền thống này còn được giữ ở tất cả các nước Phật giáo Nam Phương, có nghĩa là các vị đó vẫn ăn theo cái chế độ, nếu theo về quan niệm chúng ta vẫn thấy là nguồn gốc từ thực phẩm động vật. Đến đề này chúng ta phân tích, bởi vì có nhiều người hỏi tôi và thắc mắc vấn đề này, và hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp cùng các vị, giải tỏ cho sáng vấn đề này một chút, sáng theo khả năng của tôi thôi nha, chứ không có thể sáng toàn diện hết à. Thật ra đó, ngày xưa Đức Phật là người đi khất thực mà ăn. Và khi trong những thời kỳ đầu truyền giáo, không có ai bao giờ ai nghĩ rằng vấn đề thánh thiện chay mặn gì trong đó. Vì vậy người ta thấy một người sa môn đáng kính thì trong bữa ăn của người ta có thể trích một phần đem ra dân cúng. Cái này không phải người ta chuẩn bị trước cho Đức Phật, mà trên đường Đức Phật đi khất thực thì mọi người chuẩn bị đàng hoàng rồi là dân cúng cho Đức Phật ăn. Nhưng mà trong kinh tạng chưa bao giờ tôi nói rằng ông vua hay là triều đình hay là mọi người thỉnh Đức Phật ngày mai đến thọ trai mà mần heo, mần gà, mần tròn, mần trâu là vấn đề tôi chưa thấy trong kinh tạng. Chỉ đề cập đến thỉnh Đức Thế Tôn thọ trai và ngày hôm sau các thực phẩm loại cứng và loại mềm, chỉ như vậy thôi. Tôi không thấy đề cập đến vấn đề kia. Như vậy nếu vấn đề này quyết định thỉnh Đức Thế Tôn đến nhà thì tôi tin chắc rằng Đức Phật ăn chay, chứ không thể nào là quyết định để mần một con trâu, con bò để đãi cho tăng đoàn. Điều này tôi nghĩ không thể xảy ra. Cho nên trong kinh tạng tôi thấy là các thức ăn loại cứng và loại mềm thôi. Và tôi tin chắc rằng nếu Đức Phật đến thọ trai dĩ nhiên là phải ăn chay. Thứ hai, vấn đề này á, khi Đức Phật ai cho gì ăn nấy thì Đức Phật không có nghe, không nghi và không thấy, có phải vậy không ạ? Và Đức Phật có bao giờ ước mơ rằng hôm nay trông là để đi khất thực được một cục thịt gà vậy ăn cho đã không? Không thể như vậy được. Một Đức Thế Tôn không thể nào, hay một vị thầy tỳ kheo không thể nào ôm bát ra mà mong rằng hôm nay đi khất thực để được cái miếng này, miếng kia, thịt này, thịt kia về ăn. Điều này không thể xảy ra được. Vì vậy cho nên khi Đức Phật nói cái thời kỳ đầu truyền giáo, khi Phật giáo chưa là phổ biến và Phật giáo chưa trở thành mà mạch sống trong tất cả mọi người, thì vấn đề ý thức chay mặn này chưa rõ ràng lắm. Chỉ biết được rằng Đức Thế Tôn là rất là từ bi, không vì Đức Thế Tôn mà tổn hại bất cứ chúng sinh nào. Đây là nguyên tắc của những người Phật tử có một khái niệm. Nhưng sau này khi Phật giáo phát triển rồi, chúng ta đọc trong bộ Phật học phổ thông, chúng ta mới thấy Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa có đề ra điều này. Đức Phật bảo với A Nan là khi giáo đoàn mình đã đông, Phật Pháp đã thuần thục thành hành và Đức Phật bắt đầu chế ăn chay. Và trong Kinh Lăng Nghiêm dạy rất rõ, chúng sinh nào ăn mặn, người tu nào ăn mặn sẽ không có cơ hội đắc đạo. Thì điều này qua quá trình phát triển dài lâu nó đã xảy ra như thế. Nhưng mà vấn đề ăn mặn như thế là tôi muốn nói tiếp là trong luật tạng cho phép thầy tỳ kheo được ăn 5 loại thịt. 3 loại thịt như Đức Phật vừa cấm chỉ các thầy tỳ kheo là không thấy, không nghe, không nghi. Tức là không thấy người ta giết một con vật đó để cúng cho mình, không nghe tiếng kêu của bất cứ một loài sinh vật nào chết là để này vì mình, và không nghi rằng thức ăn này hôm nay người ta chuẩn bị để mình đến người ta cúng. Nếu có tâm niệm thấy nghe nghi này thì các loại thực phẩm này không được dùng, dùng sẽ tổn lòng từ bi. Đức Phật dạy rất rõ. Trong luật cho thêm hai cái món này mà tôi thấy rằng ở trong có đề cập, đó là một động vật khác, một động vật tự chết, một thầy tỳ kheo được quyền ăn, và một con vật này ăn một con vật khác mà còn sót lại thì cái phần sót lại đó thầy tỳ kheo được quyền ăn. Như vậy 5 loại thịt này Đức Phật kết cho các thầy tỳ kheo được quyền ăn, gọi là ngũ tịnh nhục,
Và trong kinh Trung Bộ thì đề cập ba vấn đề thấy, nghe, nghi, người ta gọi là tam tịnh, tịnh nhục. Các vị nắm được cái vấn đề này chưa? Như vậy khi qua quá trình phát triển, đạo Phật đã trải rộng trong mọi người, lòng từ bi đã chan chứa với tất cả mọi loài. Và khi Đức Phật đã khẳng định được rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật, và ở đầu chúng tôi đã trình bày tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết, và Đức Phật bảo rằng chớ giết, chớ bảo giết, thì không có lý do nào để tạo điều kiện cho tất cả các Phật tử phải sát sinh mà cúng các thầy. Đây là có phải nguyên tắc từ đầu không ạ? Các vị nên nhớ cái điểm này rất quan trọng. Như vậy khi chúng ta đến các chùa Nam Tông, ở đây tôi xin lạm bàn một chút. Phần lớn các Phật tử cứ thắc mắc tôi hoài là tại sao con đi đến các chùa của Phật giáo Nam Tông con thấy mấy sư ăn mặn. Cái vấn đề đã đúng hay sai? Tôi không có nói đúng hay sai ở trong vấn đề này. Thật ra điều này nếu cái vấn đề truyền thống, tôi khẳng định một điều vậy thôi. Nếu các sư ăn theo lời Phật dạy, không thấy, không nghe, không nghi, lòng các sư như vậy, không có một cảm giác đam mê mùi vị hoặc suy tính trong việc ăn uống, hoàn toàn đúng. Nhưng nếu điều đó không có trong lòng, đó là một sự lạm dụng. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Nếu tất cả các sư ăn như vậy, bởi vì Phật giáo Nam Phương cũng có các bậc chứng thánh, mặc dầu ăn mặn nhưng vẫn có các vị đắc đạo, bởi vì các vị ăn đúng như vậy. Một phương pháp tu tập, nhưng mà ăn chay không thể thiếu, và nếu mà ăn đúng cách theo lời Phật dạy, không thể thiếu được trong đời sống của một vị mô phạm theo Phật Pháp được. Vì có sự chứng đắc đó, cho nên tôi mới khẳng định được rằng, nếu các vị nào ăn bằng một tâm không thấy, không nghe, không nghi như vậy mà ở các chùa thì hoàn toàn đúng. Còn nếu thật sự vì phân tích gì cái này cái kia, cái ngon cái phải cái trái, thì cái vấn đề đó tôi không được đồng tình được lắm. Thì tôi nói như vậy thôi. Cái vấn đề ăn này nó có ảnh hưởng đến là ăn chay hay là ăn chay. Cái từ nãy có cô nào nói ăn chay chay đó, có một Phật tử hồi nãy nói. Xin thưa với các vị, các vị dùng ăn chay đúng hay là ăn chay đúng? Tiệm cơm chay đúng hay là tiệm cơm chay đúng? Ai nói CHA cha y dài chay là đúng? Rồi ai nói TRAI ngắn chay là đúng? Xin thưa các vị, cái nào cũng đúng hết, mà tùy theo cái việc mà chúng ta đặt. Cái chữ chay mà chay mặn á thì phải là CHA cha y chay, là chay mặn đó đó. Nếu chúng ta là Phật tử ăn theo, ăn gọi là ngũ cốc, thì chúng ta gọi là ăn chay hay là ăn cha trai? Ăn chay. Còn cái chữ trai kia đó gọi là ăn ngọ. Như vậy các vị sư Nam Tông là ăn trai nhưng mà không có ăn chay. Vì vậy cho nên các vị kia mỗi một ngày ăn một bữa là ăn ngọ thôi, mà quá ngọ là không ăn. Ở đây cũng là một cái vấn đề rất là hay đó. Thật sự có những người không ăn chiều, không có chịu nổi, nhưng mà các vị sư ăn được vậy là cũng rất là hay. Nhưng mà nếu ở một cái điều mà nếu mà ăn ngọ mà được ăn chay như chúng ta nữa đó là coi như là tuyệt vời, phải không? Thì thôi, cái nào nó cũng có tính chất hay, mà tôi phân tích để các vị thấy như vậy. Đạt Lai Lạt Ma khi đi giảng ở phương Tây, người ta có hỏi ngài Đạt Lai Lạt Ma một câu. Cái nói là thưa ngài, được biết ngài là hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, nhưng mà tại sao ngài vẫn còn ăn mặn? Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma trả lời: tôi ăn mặn là ăn theo chỉ định của bác sĩ, các vị đừng nên bắt chước tôi. Đây là cái câu của ngài Đạt Lai Lạt Ma. Tôi rất đồng tình chỗ này. Đây là một sự thừa nhận sự thật về trên cái việc đó. Thật ra nó có những cái tính chất truyền thống và vấn đề điều kiện sống của mỗi quốc gia nữa. Thật ra Đạt Lai Lạt Ma là người Tây Tạng, là dân chúng sống trên vùng núi tuyết, không thể trồng trọt được hoa màu như tất cả chúng ta, mà phần lớn nguồn thực phẩm phải sống bằng cái gì? Bằng chăn nuôi. Vì vậy thực phẩm duy nhất cho người dân Tây Tạng chỉ là thịt thôi. Như vậy một tu sĩ muốn tu được tại vùng đó cũng không thể ăn khác được, trừ ra ai ăn tuyết được mà sống thì được. Có phải vậy không? Như vậy thì vấn đề đó nó có tính cách văn hóa, truyền thống, địa lý, nồi mỗi thứ. Nhưng mà vấn đề chúng tôi muốn nói rằng
nếu bây giờ Phật pháp đã phổ biến ở trên này, hai chữ từ bi của chúng ta nó không còn gói ghém ở trong người con Phật nữa, mà nó còn bàn bạc trong tất cả những người đạo đức và lương tri và nhiều cái tổ chức ăn chay của thế giới rất là nhiều, vì họ thương các loài sinh vật. Mà nếu chúng ta là nhân danh là một người đạo Phật, một người mang đạo từ bi, mà nếu chúng ta ăn chay thì trọn vẹn về mặt đạo đức này. Còn nếu một lý do nào đó, có thể điều đó chúng ta không sai, nhưng mà trước mắt mọi người sự ăn mặn đó có thể là truyền thống, nhưng dù sao nó cũng còn giới hạn về tính đạo đức của nó. Các vị đồng tình chỗ này không? Như vậy thì ở đây phân tích ra để chúng ta tự hiểu, hiểu ở từng lãnh vực của mỗi cái vấn đề, để mà khi chúng ta đó thực hiện được cho nó trọn vẹn, nó tốt một chút. Xin thưa với các vị, một điều đó chúng tôi bàn tới đó, chúng ta không cần làm bàn hơn nữa. Bây giờ tới vấn đề là có người đặt vấn đề ăn chay cũng là ăn từ sự sống của một loài chúng sinh là thực vật, ăn mặn cũng là cướp sinh mạng của một loài sinh vật khác. Như vậy cả hai, không ai mà không cướp sinh mạng mà để sống hết. Như vậy nói tội là tội hết, mà không tội không tội hết. Thì cái câu này nghe, các vị có ai đồng tình câu hỏi này không? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta đi hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất để các vị thấy nha. Có người nói nếu ăn chay mà thành Phật, hoặc ăn chay tốt á, thì con trâu con bò nó ăn cỏ không, nó đã thành Phật trước chúng ta rồi. Đúng sai? Hả? Ai nói đúng? Ai nói đúng? Bây giờ nếu các vị nói đúng rồi, để đó, câu đó đúng, tạm thời chấp nhận cho các vị nào đúng, đúng để đó. Tiếp theo, con cọp, con sư tử, tất cả các loài con này con kia mà nó ăn các loài súc vật khác, và nó ăn kể cả con người, là nếu mà con trâu ăn như vậy thì nó ăn con người hay là ăn các loài súc vật khác, có tội không? Thôi vấn đề này phải làm sáng tỏ nha. Tôi cũng liều lĩnh trong lãnh vực này, chưa biết là nó tới đâu. Chúng ta cùng thảo luận thôi nha. Thật ra với các vị, bây giờ tôi trở lại vấn đề câu đúng của cô hồi nãy. Con trâu con bò nó ăn cỏ mà nó có phước và nó mau thành Phật. Thì bây giờ tôi nói các vị thử cắt một miếng thịt heo, các vị đưa lại cái mỏ con bò hay là con trâu, nè mày ăn đi, ngon lắm. Nó ăn được không? Như vậy các vị đưa một cái miếng thịt heo quay hay là một thịt heo sống và một cái bó cỏ, các vị đưa đến một con bò hoặc một con trâu hay là một loại động vật ăn cỏ, nó sẽ ăn nào? Sao nó không ăn thịt ngon hơn? Tôi nói vậy các vị cái lé lên được suy nghĩ này chưa? Như vậy khi một con cọp, một con sư tử, các vị đưa một bó cỏ đến, nó ăn được không? Không thể ăn được. Các vị đưa thịt heo đến, nó ăn được không? Như vậy ở đây các vị thấy điều gì? Cái con trâu con bò nó ăn là gì? Cái phản ứng tự nhiên và đời sống của nó là như vậy. Nó không có một sự chịu đựng hay là phân bích là cái này tốt, cái này xấu, sợ con kia đau khổ, sợ này tội lỗi. Nó không có một ý niệm đó. Như vậy nó ăn tự nhiên, bởi vì nó không thể sống khi nó ăn thịt. Nó chỉ ăn cỏ mà sống thôi. Cỏ là nguồn thực phẩm của nó. Vì vậy ăn cỏ không gọi là được phước được. Ăn theo nghiệp cảm. Nhưng mà con cọp, con sói, con sư tử ăn các loài súc vật khác, chúng ta thấy rất là tàn nhẫn. Và bên cạnh đó kể cả ăn con người, nếu chúng ta không khéo phòng hộ mình. Có phải vậy không? Nếu chúng ta lang thang một mình trong rừng mà gặp các loài đó, nó vẫn ăn như thế. Nó có nói là thịt người ngon hơn thịt trâu, thịt bò không? Không có. Và nó có biết rằng chúng ta là một loại động vật cao nhất và có lợi ích nhất hay là cái gì trong cuộc đời không? Hay là một tu sĩ đi vô rừng, nó nói ở đây là thầy tu à, đừng có ăn tội à. Có không? Không thể có điều đó xảy ra. Như vậy với tính cách là đây là thực phẩm mà nó cần ăn là nó cứ ăn, nó không có phân tích, nó không có suy tư ở trong này. Vì vậy nếu mà kết tội nó là gọi là tội á, thì chúng sinh này đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể là trở thành một con người và có cơ hội thành Phật được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu một chúng sinh này Đức Phật đã cho có cơ hội thành Phật thì không thể quy kết điều này là một sự tội lỗi trọn vẹn được. Nhưng mà nhân quả gì đó tôi chưa khẳng định được, nhưng mà không thể kết tội như thế được. Nếu cho con này ăn vậy là có tội, thì con trâu con bò ăn cỏ phải được phước thôi.
Hai cái này nó phải rất là rõ ràng. Ở đây vì sao chúng tôi kết luận điều đó? Đức Phật và các kinh tạng đã từng ghi chép lại một vài hệ thống Đức Phật gọi là vô tâm thì sao? Bất phạm. Trong luật, trong giới và trong mọi thứ Đức Phật đã từng nói rằng một hành động đó, một điều đó mà vô tâm gọi là bất phạm. Và theo nghiệp, nó có một cái nghiệp gọi là duy tác nghiệp, có nghĩa là nghiệp làm vô tâm, nghiệp làm không do cố ý, hay là nghiệp làm không có bất cứ một sự tạo tác khác thì gọi là duy tác nghiệp. Như vậy ở chỗ là một chúng sinh ăn cỏ không được phước thì đồng nghĩa với một chúng sinh ăn một loài súc vật khác không thể kết là có tội được. Nó là một sự phản xạ tự nhiên của nó. Mình là một loài người, mình không thể khẳng định được rằng mày mà ăn một con người là mày tội đọa địa ngục hay thế này thế khác, không thể như vậy được. Chúng ta đầy đủ trí khôn để chúng ta phòng hộ bản thân mình, có phải vậy không ạ? Chúng ta biết tránh những cái loài tổn hại đến bản thân chúng ta chứ, và chúng ta đầy đủ cái khả năng có thể tiêu diệt được chúng nó chứ, có phải không? Như vậy do thiếu phòng hộ chúng ta có thể bị chết với một tay của một loại chúng sinh nào đó, thì không thể quy kết rằng nó ăn một con người sẽ tội hơn nó ăn một cái con heo rừng. Các vị thông cảm tôi chỗ này không? Như vậy thì ở chỗ ở đây, nhưng mà loài người của chúng ta ăn chay và ăn mặn có tội và nghiệp rõ ràng không? Có. Bởi vì chúng ta biết rằng hôm nay cái thịt này ngon nè, thịt này dở nè, mua về chế cái này ăn vân vân. Chúng ta ăn từ ý thức, có sự phân định. Mà thật sự một điều nghịch lý là con người chúng ta khởi thủy là ăn chay ăn mặn. Xin thưa các vị, cấu tạo của con người là răng gì? Cấu tạo của con người răng là răng hàm. Còn cấu tạo của các loài ăn thịt là loài gì? Là gì? Là răng nanh. Như vậy á, nguyên tắc về qua nguyên tắc á, là con người chúng ta đọc học trong sử, chúng ta thấy con người tiền sử của mình là sống bằng nghề gì? Hái lượm rau trái, phải không ạ? Hái lượm hoa quả. Và sống từ thời nguyên thủy là như vậy. Và dần dần do quá trình phát triển, do điều kiện môi trường thiên nhiên mọi thứ, cháy rừng đồ tìm ăn, đồ đói rồi tìm ăn vân vân, nó mới có một cái vấn đề chế biến qua cái vấn đề giai đoạn ăn thịt này. Và vấn đề ăn thịt này chúng ta phải thấy được rất rõ là quan niệm của đạo Phật rất rõ giữa chay mặn thịt và nghiệp tội ở trong này rất là rõ. Vì vậy chúng ta ý thức được một món ăn, thành ra chúng ta ăn chay mới được phước. Bởi vì ăn chay không phải dễ đâu các vị. Xin thưa các vị, có nhân duyên lắm mới ăn được chay. Bởi vì có người không thể ăn chay được. Vì vậy cho nên chúng ta ăn chay được để tránh bớt nghiệp sát. Vì tránh bớt nghiệp sát không gây tội, đồng nghĩa với chúng ta đang nuôi dưỡng lòng từ bi thì tăng trưởng phước báo. Vì vậy việc ăn chay ăn mặn của một loại chúng sinh giới là loài súc vật, chúng ta không liệt vào vấn đề nghiệp tội quả gì ở trong này. Nhưng mà đứng về phương diện loài người thì có tội có phước rất là rõ ràng, có phải vậy không? Bởi vì chúng ta sống bằng ý thức, bằng tuệ giác, bằng hiểu biết, chứ không phải là chúng ta sống bằng bản năng như một loại chúng sinh. Chúng ta có thể ăn cỏ được mà chúng ta có thể ăn thịt được. Và chúng ta chọn rất là rõ những cái loại nào ăn được, ngon, dở, tốt, xấu trong chúng ta rất là rõ ràng, có phải vậy không ạ? Ở đây trong vấn đề đó chúng tôi đi qua một điều, các vị có vị nào thắc mắc trong điều đó không? Tôi phải đi hai cái này để tôi mới trả lời được cái câu hồi nãy. Cái câu mà nói là một người ăn chay cũng là cắt cái các loại thực vật, nó cũng có đời sống vậy, phải không? Rồi một loài chúng sinh nó cũng có đời sống vậy. Như vậy á, dầu ăn chay ăn mặn vẫn là đoạn mạng đời sống của một chúng sinh khác, thì cái vấn đề đó như vậy á, thì nó như nhau. Ăn mặn mà mình quy kết tội hay là gây nghiệp thì ăn chay cũng có nghiệp, bởi vì chúng ta lặt từng cái cọng cỏ cọng rau. Và người ta quy kết rằng cắt hoa cúng Phật cũng tội nữa. Cái đây là một số người họ đặt vấn đề với các cái vị Phật tử ở Úc, mà lúc các vị ở bên đó không có thể giải quyết được mới hỏi tôi. Tôi có trả lời vấn đề này theo khả năng và thiện ý của mình. Trước khi tôi trả lời, tôi cho thí dụ. Tôi nói trên cơ thể của chúng ta, tóc, móng, tất cả những cái đó, nó có sự sống không? Nhưng mà hàng ngày chúng ta có cắt không? Hoặc là hàng kỳ chúng ta có cắt không? Chúng ta có đau không? Chúng ta có thấy nó tội lỗi, chúng ta có thấy xót dạ không? Nhưng mà lỡ ai cầm kim chích các vị một chút, các vị đau không? Các vị có thấy hận người khác không? Các vị cảm thấy khó chịu không? Như vậy cái sự sống trên một con người mình nè, tóc sống không? Sống chứ, phải không? Móng tay sống không? Sống.
nó đều có sự sống hết á. Nhưng mà nếu chúng ta cắt một cái móng tay, tâm niệm chúng ta làm sao? Bình thản bình thường, đôi khi chúng ta còn cố cắt cho nó đẹp nữa, thẩm mỹ. Đầu này á, tóc này nếu mà nó đau á, đố ai mà uống cà quận được á. Tôi nói thiệt, nếu tóc này các vị đau á, thì các vị để suông cho mắt mới gì uống chi cho nó đau khổ, phải không? Uống được, hay là mấy thầy mà hàng nửa tháng cạo một lần đó, các vị nhớ kỹ, nếu tóc này mà nó đau, đi tu trời đất lắm, các vị khổ lắm. Nhưng mà vì á, tóc này nó không phải đau, da đầu đau chứ không phải là tóc đau. Cho nên ở đây các vị thấy được rằng, tôi nói đó là cái cho ví dụ đầu tiên là cái cơ thể của chính mình đó, chứ đừng nói tới loài thực vật bên ngoài. Tôi mới cho thêm một ví dụ tiếp theo nữa. Có hai cái đứa nhỏ hay là hai người lớn gì không cần biết, chúng ta sẽ ép nó vào một cái hoàn cảnh là giữa cái sống và cái chết. Bây giờ á, trong một cái con gà để một bên và một bên là một cái đó hoa hồng này đi, chẳng hạn vậy, và hai cái dao chúng ta để một bên con gà đang sống vậy đó và bọn đó hoa hồng, chúng ta bảo một cái người đó, bây giờ trong hai phải chọn một, một là mày phải cắt cái đó hoa hồng này, hai là mày phải cắt cổ con gà này. Nếu không làm một trong hai điều này á, mày sẽ chết. Thì khi mà nếu mà chúng ta nói như vậy á, thì cái thằng bé đó hay là một con người đó, họ sẽ làm cái điều gì? Cắt cái đó hoa hồng. Tại sao họ không cắt con gà? Xin thưa với các vị, dường như đó hoa hồng này bất cứ một ai cũng có thể cắt được, cho dù đó là tôi hay là một nhà tu khác. Nhưng mà cái con gà đó, thì trong 100 người thì tôi nghĩ cái khả năng cắt được hiếm lắm, nó nằm trong 5-10 người gì trong đó là tối đa. Như vậy mặc nhiên chúng ta thừa biết rằng cái đó hoa hồng vô tội quả hơn là cắt cổ một con vật đang sống chứ, có phải không? Như vậy chúng ta không thể đem một sự so sánh không đồng nhất. Một cái loại thực vật là một loại vô tình chúng sinh, mà chúng ta so sánh với một loài hữu tình chúng sinh là một loài sống có ý thức, để chúng ta đem đến cái sự sống của nó, rồi chúng ta quy kết rằng ăn chay cũng đoạn mạng chúng sinh là tội nghiệp ngang nhau, là vấn đề này nói thuộc về ép người khác quá đáng. Chúng ta nói bừa, nó không có đồng nhất. Nếu đứng về mặt mà lý luận, cái đưa ra cái tiền đề như vậy là không hợp rồi. Không thể nào đem một cái khúc cây hay là một cái loại thực vật mà so sánh với một con người hay một động vật, hai tính chất này khác nhau hoàn toàn, phải không? Chúng ta đem so sánh con người và sự sống của súc vật á, thì đề cao trên dưới được. Còn giữa hai cái này chúng ta không đề cao được. Và chúng tôi cho ví dụ nữa, chúng ta nuôi một con chó, con gà, và chúng ta trồng một loại cây. Nếu vấn đề cái cây này, nếu vấn đề chúng ta có thể là cắt nó mà để cứu được con chó chúng ta nuôi, chúng ta có dám không? Nhưng mà nếu vì đập đầu một con chó để cứu cái cây chúng ta trồng, các vị có làm được không? Không thể ai làm cái chiều như thế này. Dĩ nhiên về nguyên tắc nào đó, chúng ta thấy rằng sự sống của một loài chúng sinh có tình thức rất là quan trọng trong quan niệm của chúng ta. Không cần đề cao đến vấn đề đạo pháp, đạo đức, cái gì ở trong này cả, mà bình dân trong cuộc sống đời thường thôi. Như vậy khi tôi đưa ra một cái vấn đề này, các vị thấy rất rõ, cái người đưa vấn đề đó với người Phật tử ăn chay có lý hay là vô lý? Hoàn toàn vô lý. Hoàn toàn vô lý. Tôi không đồng tình cái quan điểm này. Và chúng tôi hôm nay có một chút nho nhỏ để đưa đến với các vị có một suy nghĩ như vậy về cái việc này. Đó. Như vậy thì không ai có thể đem một loài vô tình chúng sinh để so sánh với một loài hữu tình chúng sinh, rồi nói rằng những người ăn chay như vậy vẫn đoạn mạng khác là không được. Đó. Chúng ta thấy rất rõ hồi nãy giờ tôi nêu ra các vị thấy như vậy. Đó. Và tiếp theo một vấn đề. Qua vấn đề này, các vị ở trong hội chúng đây thôi, chúng ta có nên thực tập ăn chay không? Nên. Như vậy ở đây các vị có thể ăn chay kỳ hoặc có thể ăn chay trường, tùy các vị. Những ngày chay trong tháng, ví dụ như này rằm mùng 1, 18, 23, 14 gì đó, 30 vân vân, nhiều ngày ăn chay, thập chay, bát chay, lục chay gì đó, tất cả chỉ là phương tiện. Tất cả chỉ là phương tiện. Thật ra ăn ngày nào cũng tốt, không phải ăn ngày rằm tốt hơn ngày khác. Đó chỉ là một cái phương tiện để đặt ra cho các vị có một cái mốc, để các vị có cái khoảng cách giữa ăn chay và ăn mặn, để chúng ta dễ thực hiện khi những người mới tập ăn chay. Chứ thật ra ăn một ngày tốt một ngày, một bữa tốt một bữa, không nhất thiết là phải ngày rằm. Đây là cái vấn đề tôi suy nghĩ thật là như vậy. Nhưng mà đó là cái mốc thời gian chúng ta nêu ra
để chúng ta dễ ứng dụng trong cái cuộc sống ở mỗi con người. Các vị thấy cái điều này các vị có thấy giống vậy không? Như vậy các vị đừng nghĩ rằng hôm nay là ngày chay, trời sáng ra lỡ ăn quên ăn tô củ tiếu rồi thôi ăn mặn luôn. Thích hợp không? Tôi xin thưa với các vị, sáng lỡ ăn tô củ tiếu rồi không hề gì. Nếu nhớ trực lại, phần thời gian còn lại cứ ăn chay vẫn tốt, dầu một bữa. Đồng tình chỗ này không? Yeah. Như vậy, có những người quên ăn chay, sáng lỡ ăn tô củ tiếu, lỡ ăn ổ bánh mì, nhưng mà xin thưa với các vị không hề gì. Nhớ trực lại, à hôm nay ngày chay, rồi thôi dỡ ăn hết tô củ tiếu đó thôi. Bởi vì dầu sao ăn rồi bỏ tội, không có quỷ của như vậy. Nhưng mà tiếp tục, thôi phần trưa còn lại, chiều còn lại tiếp tục ăn chay, vẫn tốt như thường, vẫn trọn vẹn, không đến đổi nào. Nè, thì bây giờ chúng tôi nói như vậy để các vị thấy rằng ăn một bữa vẫn tốt, một cách vô tình đi chùa ăn vẫn tốt. Nè, vô tình chúng ta đến chùa, chúng ta ăn một ngày chay vẫn tốt như thường. Cho nên ăn được bao nhiêu ngày trong tháng vẫn tốt, mà ăn chay trường lại càng tốt hơn nữa đó các vị. Như vậy thì ở đây các vị tùy nghi mà thực tập cái vấn đề này. Vấn đề nữa chúng tôi muốn chia sẻ với các vị là ở đây có vị nào ăn chay mà thấy khó khăn dữ lắm không? Hả? Ai ăn chay mà cảm thấy khó khăn quá, ăn một ngày này như là bị đọa, bị đài gì đó mệt quá, có không? Hả? Ồ, ở đây không, quá tốt. Cảm thấy ăn chay dễ là có kỳ, có nhân duyên, phước báo lắm. Nhưng mà tôi cho các vị một điều này nói cũng hơi vui vui. Nếu người nào cảm thấy ăn chay thập ăn lục hay là ăn chay một vài tháng mà thấy khó ăn, thì tôi cho các vị một cái công án. Mỗi lần khi ngán ăn chay, mỗi lần khi ngán ăn chay, các vị nên nhớ tôi. Các vị thấy có khôi hài chịu này không? Xin thưa các vị, tôi nói nó có lý do. Nếu khi nào các vị khó ăn, thực tập hơi có, các vị nói mình nhớ ông thầy Phước Tiến, ổng cái bánh bao mặn ổng còn chưa biết mà. Phải không? Như vậy ổng ăn chay suốt ngày như vậy, quanh năm suốt tháng như vậy, người ta còn ăn được. Huống gì mình ăn một vài tháng hay là một vài ngày trong tháng, cái vấn đề đó chả hề gì. Mỗi khi cảm thấy gấp cọng rau lên nó khó nuốt hơn gấp một miếng thịt, thì nên nhớ tôi rằng ổng ăn rau vậy mỗi ngày mà. Các vị ăn còn có cơ hội để ăn mặn, còn các vị nhớ tôi rằng tôi không có cơ hội. Có một cơ hội duy nhất, trừ khi cái gì? Chuyện đó phàn ha bàn. Đó, chuyện đó dịp khác nói, ở đây khỏi đừng có nói nữa, tới đó dừng là đủ nghĩa rồi. Thì bây giờ ở một mức độ, tôi nói rằng các vị thực tập ăn chay là vấn đề hạn chế vấn đề ăn mặn. Trong quan điểm của đạo Phật, không lên án bất cứ một ai ăn mặn cả. Các vị nhớ điều này. Chúng ta ăn chay cũng không tự hào kiêu ngạo hay là tự hãnh diện về mình. Đây là vì mình tu là có lợi cho mình, chứ không phải mình tu mình có lợi cho người ăn mặn. Nhớ là như vậy. Vì vậy trong tâm niệm của một người ăn chay là nên ăn mà không kiêu ngạo. Thứ hai, ăn mà không cầu danh, tức là ăn để người ta biết rằng mình ăn chay. Cho nên mình cần quảng bá chuyện ăn chay của mình. Đây là điều các vị không nên tí nào. Ha. Ngày xưa tôi có cái này tôi mắc phải. Năm đó 7-8 tuổi gì đó, ăn theo mẹ được tháng 7, tháng 4 gì đó, tôi có một người bà mợ. Mỗi lần mà con cháu trong nhà ăn chay, bà khen lắm các vị. Vì chữ khen đó mà có những lúc tôi nuốt một cách trần ai mà tôi cũng gán mà ăn. Đó, mà nhất là có bà mợ qua thăm càng á, tạo điều kiện khoe ra là mình đang ăn chay nữa chứ. Như vậy đây là vấn đề tôi cầu danh. Tôi quá háo danh để tôi chứng tỏ rằng con ăn như vậy nè, con đang ăn, con rất là hay, rất là giỏi, để được bà khen, hay giỏi, để rồi bà cho miếng chè, cho cái gì đó, vân vân, thậm chí có thể cho tiền. Đó. Vì vậy cái đó gọi là ăn cầu danh. Như vậy chúng ta ăn chay là không kiêu ngạo, không tự hào rằng mình ăn chay, kẻ ăn mặn là xấu. Đừng nuôi tâm niệm này trong lòng. Hai nữa, đừng cầu danh chuyện đó. Đây là quan điểm ăn chay nên để ý. Và cái vấn đề ăn chay là chúng ta như thế nào? Đi đến một cái đám cưới, đây là tế nhị. Đi đến một cái đám giỗ,
đi đến một những nơi làm mặn, mà nếu vì bạn bè làng xóm bất cứ, mà nếu ngày hôm đó chúng ta có thể ăn chay, chúng ta có thể ăn chay kỳ hoặc ăn chay trường, thì ngồi trên một bàn, nếu trường hợp là tất cả đều ăn mặn thì mình như thế nào? Vì tuần chay tôi không có ăn được đâu mấy bà ơi, mấy ông ơi, vân vân, hay là sao? Nếu chỉ có một mình như vậy thì hơi mất lịch sự một chút, mặc dầu mình ăn chay. Vì vậy tôi chỉ khuyên một điều, nếu chúng ta ăn chay mà không có cách thối thác, hoặc là ở đám đó không có những cái bàn chay riêng cho chúng ta, thì chúng ta cứ ngồi như mọi người một cách rất vui, và ăn cái gì được thì ăn, và không ăn thì có thể mình chối từ một câu là thật ra đó tôi quên, hôm nay tôi ăn ở nhà cái gì đó hơi no quá, uống nước và ăn vài miếng chơi với mấy anh em hay là mấy chị em đủ rồi. Như vậy không cần nói là tôi ăn chay ăn mặn gì trong cái bữa tiệc đó, để tôn trọng tối thiểu những cái vấn đề thông thường của người khách quan. Các vị hiểu chỗ này không? Chúng ta không nên cần giới thiệu mình là ăn chay ăn mặn như thế đó, bởi vì cái đó không cần giới thiệu. Nếu đó là chúng ta ăn để được đạo đức, để được phước, để được lộc, để được cái gì đó trong đời chúng ta, thì chúng ta tự có và tự biết. Như vậy ở đây đạo Phật không có vấn đề chê trách hay là chỉ trích những người ăn mặn. Những người ăn mặn có phạm đạo đức không? Có vi phạm luật pháp không? Như vậy ở đây chúng ta là người nhìn về góc độ tôn giáo học, hay là nói chính xác hơn, nhìn theo quan điểm của Phật dạy. Cho nên quan niệm Đức Phật rằng, thấy rằng ăn cái này, ăn cái này, cái lợi, cái hại, Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta thấy thôi. Mọi người tự chọn và tự quyết định cái số phận của mình, bởi vì mỗi người tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Hành động thiện ác chúng ta tự chịu trách nhiệm trước, không phải chúng ta làm mà Phật chịu, không phải các vị làm tôi chịu, không phải người ăn mặn làm mà người ăn chay chịu. Nếu người ăn mặn làm người ăn chay chịu là ăn chay phản đối, cho phép, được không? Nhưng mà nếu người này làm mà người kia không chịu thì chúng ta có quyền chỉ trích không? Không như thế. Như vậy chúng ta có quyền khuyến khích thôi. Phật dạy thế này, bằng tuệ giác như thế này, nên hạn chế, nên thế này thế khác, nên khích lệ và khuyến khích nhớ nhau là đúng hơn vấn đề là xem nặng xem nhẹ trong vấn đề này. Các vị đồng tình chỗ này không? Thì bây giờ cái vấn đề đó chúng ta đã phân tích tới như vậy rồi, thì các vị á, bây giờ chúng tôi chỉ khuyên rằng chúng ta nên giảm cái lượng thịt ở một mức độ nào đó trong đời sống của chúng ta, nên hướng dẫn cho các con trong đời sống của chúng ta. Đừng có quan niệm rằng ăn chay không có bổ dưỡng, ăn mặn mới khỏe khoắn. Đây là quan niệm lầm. Trong thực phẩm, thực vật cũng đầy đủ các yếu tố chất đạm và mọi thứ như là thực phẩm, động vật, không khác. Đôi khi thực vật lại thắng hơn vào giàu có đạm và mọi thứ khác sinh tố hơn nữa. Ví dụ bây giờ người phân chất á, người ta nói một ký đậu nành á, nó có chất dinh dưỡng về đạm chất á, gấp 3 lần một ký thịt bò. Như vậy một ký đậu nành cái dưỡng chất nó bằng 3 ký thịt bò lận các vị. Nếu chúng ta ăn tàu hũ về đạm là không thiếu. Như vậy ở đây tôi muốn nói rằng không có quan niệm đó, mà chúng ta cần ăn cho nó đúng. Và cái này các vị cần tham khảo thêm một số tài liệu hướng dẫn ăn chay, để các vị ăn cho nó thích hợp với khẩu vị và gia đình và văn hóa của nơi mỗi cái cuộc sống địa phương chúng ta. Tôi chỉ yêu cầu một điều, nên bổ sung thêm nhiều lượng chất rau củ và các loại thực vật á, vào trong bữa ăn chúng ta nhiều hơn một chút, và hạn chế ở mức độ thịt, vừa bảo vệ sức khỏe vừa tập quen theo một cái ăn khác. Chúng ta đừng ăn mặn, không phải là cái vấn đề là con người phải ăn vậy, mà vấn đề đó thói quen. Giống như tôi nói nãy các vị, 70% dân số Ấn Độ họ không có biết ăn mặn. Tôi qua bên bển, tôi sống ở những cái nhà đó, các vị bên đây biết rong biển không? Rong biển mà làm khô khô giòn giòn á. Thật sự với các vị, mình ăn chay, mình ăn món đó mình thấy nó giòn, nó thích lắm. Nhưng mà tôi có cho mấy đứa nhỏ ở Ấn Độ á, nó không bao giờ ăn được. Nó cắn vô một cái nó phun phèo phèo hết trơn vậy các vị. Nó nói tành. Không bao giờ một đứa nhỏ cầm một cái chân gà về nhai nhai nhai, bao giờ, không có bao giờ có. Nó cũng ăn bánh bột, nó cũng ăn các loại thực vật này kia kia nọ vân vân, từ những cái theo cái phong tục tập quán ăn của nó như vậy. Nhưng mà đứa nào cũng mập hết, vẫn mập khỏe và đầy đủ như thường. Nó không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nghĩ cái vấn đề á, chay mặn á, là nó theo truyền thống thói quen thôi. Nếu từ nhỏ chúng ta chưa được ăn một miếng thịt nào, lớn lên không cách nào chúng ta bỏ miếng thịt vô miệng ăn được hết. Đó, nên các vị nên nhớ là như vậy.
Cho nên cái quen từ nhỏ thực phẩm là chúng ta cho nó ăn cái gì, lớn lên nó sẽ có thói quen ăn cái đó. Tôi có cái người cô nuôi con mèo các vị. Con mèo mà ăn dưa leo được, các vị có tin không? Tôi không bao giờ tin chuyện đó. Người cô tôi mới nói là đây nè, coi thử nè, gấp miếng dưa leo bỏ ăn như thường. Như vậy, hỏi tại sao? Nó hồi đó đó, cho nó ăn cái tự nhiên nó ăn, biết nó ăn, ăn ăn tới giờ. Như vậy mèo không thể ăn được mấy cái đó mà nó ăn được. Rất là lạ. Cho nên cái thói quen khẩu vị là rất là quan trọng. Ở Ấn Độ, những người giàu có, những người có địa vị không bao giờ ăn mặn. Người ta rất là khinh chê. Và khi chúng ta đi đến những cái ngôi nhà chúng ta thuê để chúng ta ở, thì có những ngôi nhà họ hỏi là vet onion vet, tức là vegetarian, là tức là ăn chay, ăn thực vật đó. Thì ở đây á, khi mà hỏi vet onion vet mà một số người, nhất là chúng ta, thì những vị thầy này ăn chay thì họ ok. Còn có một số người nói là ăn mặn thì họ không chấp nhận cho mình thuê nhà, bởi vì mình sẽ nấu nướng cái mùi vị đó họ chịu không nổi. Các vị nên nhớ là ở như vậy. Thành ra ở đây chúng ta nên rằng cuộc sống của những loài sinh vật ở bển, chúng ta chưa, tôi chưa thấy bao giờ một cái thằng nhỏ mà nó xách cây ra nó đập con thằng lằn rắn mối hay là kiến bò vậy người ta quét cho nó chết bao giờ. Không bao giờ thấy. Người ta không có làm cái chuyện đó các vị. Không khi nào người ta thấy thằng lằn rắn mối hay là một loài súc vật người ta đánh đập hoặc người ta bắn giết một cách bừa bãi. Nhưng mà ở tuổi trẻ chúng ta do một cái sự thiếu giáo dục nào đó, một số đứa nó hiếu kỳ, nó làm những cái chuyện đó từ thở nhỏ, chơi những cái chuyện mà bắn rắn mối, cắt kè, vân vân, đập cá, đập này đập kia, khi chơi còn từ thở nhỏ như vậy. Một cái chơi mà giáo dục như vậy, người lớn nên hạn chế và cấm ngay từ thở nhỏ. Như vậy là một cái điều này chúng ta cần phải suy nghĩ. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài ăn chay và ăn mặn. Thật ra đề tài này rất là phổ thông và phổ biến. Các vị đã từng nghe và từng hiểu ở một góc độ tương đối nào bởi các bài giảng khác của các thầy cũng như các sách vở các vị từng đọc. Nhưng tôi hôm nay có nhiều điều mà tôi thấy những Phật tử đã từng thưa hỏi, tôi đã chia sẻ ở một góc độ tương đối nào đó. Tôi muốn đem những cái gì tôi đã chia sẻ với người khác và chia sẻ lại các vị. Ở điều này tôi không bắt buộc là tôi nói đúng hay là tôi nói như vậy là duy nhất, mà tôi chỉ nói theo quan điểm tôi đã học hỏi được ở cái suy nghĩ của chính mình. Bên cạnh đó các vị có thể tùy nghi trao đổi với những vị có cái khả năng chuyên môn khác để vấn đề này các vị được sáng tỏ hơn. Riêng tôi trình bày vấn đề như vậy và cái điều kiện, khả năng và mọi thứ của chúng tôi đem hết những cái suy tư của mình để trao đổi với các vị, mong rằng có một chút ý kiến nào đó cho các vị trong vấn đề ẩm thực của chúng ta, từ cái vấn đề dưỡng sinh cho đến quan niệm ăn theo Phật Pháp của chúng ta, để giúp chúng ta có một sức khỏe, giúp chúng ta một đời sống đạo đức, giúp chúng ta có một lòng từ trong hiện tại và mai sau. Kính chúc toàn thể các vị thực hành ăn chay được tốt. Có ai có ý kiến gì? Dạ. Tại vì cái phần này thì con cũng thấy có một người bạn, nhưng mà người ta ăn chay mà người ta lên nó người ta ăn ba miếng ăn chay, ba miếng cơm lạc vậy đó em, rồi người ta gọi là ăn chay, rồi này sao con thắc mắc con không biết như thế nào, con cũng hỏi ý kiến thầy. Dạ dạ, rồi thầy hiểu ý cô, thầy cảm ơn cái câu hỏi của cô. Câu hỏi là người ta ăn chay có nghĩa là trước khi người ta ăn, bạn ăn là ăn mặn đúng không? Nhưng mà người ta chỉ dành 3 miếng cơm đó người ta gọi là ăn chay, là ăn trước. Đúng là người ta ăn chay chứ. 3 miếng đó người ta chưa bữa bỏ thịt vô miệng mà. Ở đây chúng tôi chỉ chấp nhận rằng 3 miếng cơm đó bỏ vào miệng hoàn toàn là ăn chay. Còn vấn đề đó chay mặn theo cái vấn đề 3 ngày thì tùy mỗi vấn đề người nghĩ. Nhưng tôi chỉ thừa nhận rằng 3 miếng cơm đó trước khi ăn bất cứ mọi thứ gì bỏ vào miệng là 3 miếng đó tôi đồng ý ăn chay, tôi đồng ý tới đó thôi. Điều đó còn lại tùy mọi người giải quyết. Con thì cũng nghĩ như vậy thầy, nhưng mà con muốn hỏi thôi, như vậy là trong 3 miếng cơm đó người ta gọi là ăn chay trong một ngày luôn. Thầy đã nói rất là rõ rồi. Cái đó là chay của người đó chứ không phải là của chúng ta. Chúng ta chỉ thừa nhận 3 miếng đó là chay. Còn người đó muốn xem là ăn một ngày đó cả một năm chay cũng tùy người đó, không sao. Có những người ăn ngày mùng 1 đấy, ngày mùng 1 Tết mà ăn chay được là cả năm nay chúng ta ăn chay. Thì cái này người đó cứ nghĩ, bây giờ ăn một ngày này mà 10 năm sau ăn chay mà người đó nghĩ cũng được nữa, không sao. Còn cái tính chất của mỗi cái thì nó khác.
nhân quả và yếu tố của nó đòi hỏi nhiều lý do. Còn mình muốn quan niệm làm sao cũng được, cái đó là của riêng mình. Chứ mà mọi người đều như vậy á thì nó không có được đúng. Nhưng mà riêng mình như vậy á thì sao không đúng chăng á? Mình thấy đúng mình mới nói chứ. Hiểu chưa cô, thông cảm chưa? Thì cô hiểu vậy là tốt rồi, còn ta hiểu sao tùy. Dạ con xin hỏi. Dạ dạ. Con là Diệu Tâm. Con xin hỏi là chưa nói là ăn chay là những ăn cái thực vật là tốt. Con á thì hiện nay á trong 4 tháng nay thì con á chỉ ăn theo là ông Hồ Sa Hoa. Thầy thấy như vậy là được không, hay là có cái gì thêm nữa thầy cho con biết? Dạ, A Di Đà Phật, thầy cảm ơn cô. Thầy hiểu ăn theo thầy Tuệ Hải là ăn Osawa đó chứ gì. Dạ. Osawa theo thầy được biết là có 6-7 cấp độ gì đó. Thật ra với các vị ăn đó là ăn chay. Mà nếu mà ăn được Osawa, nếu mà tôi chưa nói về vấn đề y học gì hết mà nếu ăn như vậy á, thì nó hơi cực cho người ăn một chút. Nhưng mà đó là rất là chay đó, cái đó hoàn toàn chay. Ăn cái đó nó không có gọi là mặn được. Nhưng mà nếu ăn như vậy á, thì sợ về lâu về dài nó ngán thôi. Mà nếu ăn được thì cứ ăn. Và vì ăn trị bệnh thì nên ăn. Cái đó hoàn toàn tốt, không có gì hết đó cô. Dạ. Cô à, con thì không có bệnh gì hết. Nhưng mà con thấy, con đọc qua của sách Tuệ Hải á, con thấy vậy thì con muốn ăn là con rồi. Rồi rồi, tốt, hoàn toàn tốt, không có gì. Nhưng mà đừng nói rằng thấy cái đó hay quá tôi ăn sẽ tốt hơn những người ăn rau củ. Dạ, không có. Con không dám chừng nào. Dạ. Con chỉ biết cho con mà thôi. Rồi, tốt con. Dạ, rất là tốt. Xin bạn đạo hay làm được sao thì. Dạ. Nhưng cái con không dám. Dạ dạ, dạ vậy tốt, A Di Đà Phật. Rồi, có ai có câu hỏi khác không? Xin thưa các vị, ăn mà Osawa như vậy là rất là tốt, nhưng mà thiệt với các vị tôi ăn cũng không nổi nữa. Thật ra cái cơm không biết cái gì mà gạo lứt ăn rất là ngán. Mặc dù ăn chay như thế nào thì cũng được, mà ăn như vậy thì biết rằng nó có thể tốt. Nhưng mà tôi dở một điều là tôi ăn không có nổi. Nếu mà ăn gạo đỏ lâu quá tự nhiên sao nó ngán dữ lắm. Thì cái đó các vị ăn được là rất tốt, không có sao. Nếu vì phòng bệnh, phòng gì đó thì các vị nên. Còn mà sợ ăn lâu á nó ngán thì các vị bổ sung thêm các loại thức ăn để chúng ta ăn được lâu dài thôi, cái đó không có vấn đề gì. Về ý cô hỏi là hoàn toàn ăn cái này tốt, là chay hoàn toàn không có vấn đề gì hết và rất tốt nên là khác ha. Dạ, A Di Đà Phật. Rồi, nếu không có thì chúng ta kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, nghìn xưa cho đến nghìn sau, pháp lành thầy giảng đi sâu trong lòng. Cõi đời sắc sắc không không, lang thang khắp cõi bụi hồng vô biên. Hôm nay vũ sạch tu phiền, chúng con trở lại tâm hiền thở xưa. Kính bạch đại đức giảng sư đoàn, chiều hôm nay đã đạo tràng tịnh xá ngọc trường. Toàn thể pháp hội chúng con vô cùng sung sướng khi được uống những dòng sữa pháp nhiệm màu của đại đức giảng phân. Đại đức đã giúp cho chúng con thấy rõ được vấn đề nhân quả báo ứng ở đời và trong cuộc sống hiện tại. Chúng con tập nuôi lớn lòng từ bi đối với mọi loài chúng sanh hiện hữu. Kính bạch đại đức, pháp màu của đại đức vừa ban rưới, toàn thể pháp hội chúng con xin đi giáo phụng hành. Thành tâm cầu nguyện hồng âm tam bảo gia hộ cho thầy pháp thể luôn được tinh an, chúng sanh độ tầm mãi mãi là bóng cây tươi mát để che nhắn cho pháp hội nơi đạo tràng tịnh xá ngọc trường chúng con luôn luôn được tắm mát tuệ trí trong dòng sữa pháp nhiệm màu của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính bạch thầy, nhân đây toàn thể chúng hội chúng con cũng xin thầy quan hỷ nắm chút thời gian chúng con nhân lời đáp bạch. Chúng con mạo muội xin phép sư cư trụ trì tịnh xá ngọc trường
xin được dâng lên lời thỉnh cầu đến với Thầy là mỗi một tháng như vậy, vào ngày 17, Thầy Văn Hỷ những chút thời gian trở về đạo tràng của chúng con để giúp cho chúng con rửa sạch bụi trần trong tâm cảm mà tiến bước trên con đường tu nhân học Phật. Chúng con tha thiết với lòng thành kính và khẩn cầu xin Thầy quan hỷ chứng minh và hứa cả cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái câu này nó có một cái là để rửa sạch các vị, mà tôi thấy các vị nào cũng sạch hết rồi, không biết tiếng là bài nhỏ này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi thì giờ này Thầy nói tùy duyên, chắc là cái duyên này chúng ta vẫn được mãi mãi mà đón Thầy về trở lại đạo tràng tịnh xá của chúng ta. Con nghĩ rằng là cái duyên này Thầy nói tùy thì chắc là mỗi một tháng như vậy chúng con cũng duyên lành mà tùy theo Thầy. Thầy ước định Thầy sắp xếp xong rồi Thầy về với chúng con. Nguyện đến